Hôm nay tôi đưa Như Nguyệt về đây là có lý do. Cô mau nói cho mọi người nghe đi. Dạ thưa chị cả, chị hai, mấy ngày qua tôi hối hận dữ lắm về quyết định nông nổi của mình. Tôi đã nhận ra đây mới là nơi cuộc sống bình yên và sung túc nhất. Vậy nên tôi đã tìm cách xin ông cho tôi được quay lại. Và ông đã chấp nhận bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho tôi được quay trở về. Tôi mong mọi người bỏ qua cho tôi. Em nghĩ như vậy là phải đó. Bữa giờ ở trong nhà ai cũng lo cho em hết. Nhà này không có ai nhỏ nhen như vậy đâu. Em về là tốt quá rồi. Chị ba, em vừa đến thì chị đi, nên em lấy làm tiếc lắm. Bữa giờ em nghe mọi người râm ran là tại em cho nên chị mới bỏ đi, làm em cứ áy náy không yên. Em chỉ mong là chị quay về để em phân tỏ. Nào ngờ hôm nay chị về thiệt, làm em vui hết sức à. Vậy là từ nay mấy chị em mình lại được sống chung nhà rồi. Thôi thì mình ráng sống hòa thuận, cho vui cửa vui nhà nha chị. Thấy mọi người rộng lượng như vậy tôi vui lắm. Em Tư à, chuyện chị đi có liên quan gì tới em đâu nè. Em đừng để ý mấy chuyện ngoài tai chi cho mệt. Thôi được rồi, ai cũng ủng hộ cô quay lại rồi, thì sau này đừng có nói tới nói lui nữa nha. Tôi mà nghe ai nói bất kỳ lời nào về chuyện này thì đừng có trách tôi sao thẳng tay đó. Bà hai, bà nói với cô Xuyến đi chợ mua cái gì ngon ngon đi. Tôi muốn cả nhà cùng ăn cơm một bữa, coi như mừng bà ba quay trở lại. Dạ à, ông yên tâm, để tôi đi nói với cổ liền. Chị ba, nói thiệt, bữa giờ em tò mò ghê lắm. Không biết chị như thế nào. Hôm nay gặp chị, em thấy người ta nói thiệt không sai. Chị vừa dịu dàng là vừa xinh đẹp. Chị cảm ơn em, nhưng chị không còn ở độ xuân sắc giống như em đâu. Em vừa đẹp là vừa trẻ, hèn gì ông thương em như vậy. Chị không có đâu. Trước mặt em mà ông cứ nhắc tới chị miết, nhiều khi làm em phát ghen luôn đó. Mà chị cả với chị hai á cũng hay nhắc chị lắm. Ai cũng tiếc làm sao á mà chị bỏ đi, ai cũng thương chị lắm đó. Ai cũng thương em hết em ba à, nhất là em Tư đó, cứ hỏi thăm em hoài à. Dạ, mà chắc không chỉ mình em đâu, ông cũng nhớ chị dữ lắm đó. Nếu như mà ông có thương chị ba hơn thì em cũng không thấy làm lạ. Chị đẹp như vậy nè, thì có người đàn ông nào mà không động tâm chứ. Em Tư đừng nói như vậy, chị ngại lắm. Bây giờ chị chỉ mong được sống yên ổn, chứ không mong được ông thương đâu. Huống chi lại là thương nhất. Em mới là người đáng để được thương nhiều nhất. Em vừa đẹp là vừa ăn nói khéo léo như vậy mà. Dạ. Bà Táo, bà sao bà có thể thấu tận tâm can của ông Trịnh hay vậy? Hồi lúc trước á, tôi tưởng đâu bà nói nó chơi cho vui thôi, ai về bà nói cái trúng phóc đúng y chang luôn. Cuối cùng người ông ta thương nhất vẫn là bà ba. Ông làm đủ thứ là tại vì ông ghen thôi, nhưng mà còn thương thì mới ghen, đúng không? Ông coi bộ sáng ra rồi đó. Mấy ông làm gì mà đành tâm lý đàn bà bằng tôi được. Nhất là ba cái chuyện yêu đương, tình cảm trai gái, tôi là tôi rành số một luôn á.
Hey, mới nói trúng có chút xíu mà nở cái lỗ mũi lên rồi. Vậy thì từ đây đụng tới cái chuyện tình cảm nhân gian, tụi tôi giao hết cho bà nha. Trời ơi, cái gì mà giậm liên tục vậy? Sao không liên tục được? Trời ơi, tôi nhức đầu quá. Giậm cả buổi trời kêu hú ông, mà ông đi đâu? Nãy giờ ông đi đâu mà bây giờ ông mới xuất hiện? Tôi giậm ba cái thôi tôi còn biết là kêu tôi, còn cái này giậm liên tục rồi, tôi nghe tứ lung tung, tôi đâu có biết là kêu ai mà tôi lên. Tôi vừa trồi lên cái giậm cái tôi thụt xuống, rồi tôi vừa trồi lên cái giậm cái tôi thụt xuống, xong cái giậm nữa tôi trồi lên cái tôi thụt xuống. Làm vậy riết sao tôi rối loạn luôn. Mà ba người bàn tán gì vậy hả? Nè. Dạ đây, đây là sổ sách tháng này tôi nộp cho ông. Có gì mới không? Nói sơ sơ tôi nghe đi. Đọc nhiều quá tôi ngán. Với lại lớn tuổi rồi, tại tôi công chuyện nhiều lắm, nó rối, mắt thì nó cũng qua mắt luôn rồi. Có gì nói sơ sơ tôi nghe được không? Hey! Hả? Chuyện là như vậy, gia chủ và họ Trịnh cưới thêm một bà vợ. Như vậy là hộ tịch của nhà đó có thêm một người hả? Nhưng mà có một bà ra đi, đó là bà ba. Như vậy là thêm một người, bớt một người. Vậy là đâu có thêm đâu, bớt gì đâu. Tôi nói chưa có hết. Bà ba bà đi rồi, nhưng mà bà quay trở lại. Bà ba bà đi. Một người. Bà ba bà về. Ủa, một người bớt ra, rồi một người đi vô. Vậy cũng như không rồi. Sao như không được ông? Phải thêm một người mới chứ. Đó là bà Tư. Một. Vậy là nhà đó có thêm một người. Không có. Thêm là thêm người mới, nhưng mà ba là bà cũ, bà đi rồi, nhưng mà bà quay trở lại. Vậy là có thêm một người. Không. Trời đất ơi, tôi mất phương hướng rồi trời. Thiệt là tức chết mà. Tao cứ tưởng nó nghe tao kể xong là cảm động trước tấm chân tình của chú ba, rồi bỏ đi theo người ta luôn rồi chứ. Lúc đó tha hồ mà cho ông nổi cơn điên lên, rồi tìm cách trả thù tụi nó. Ai dè nó nghe xong rồi quay trở về là sao? Đúng thiệt là không hiểu nổi nữa. Ủa, mà bà nói gì với bà ba vậy bà? Hỏi chi vậy? Còn con dâu đâu? Sao tao không thấy nó đâu hết? Dạ, hôm nay bà cả sai nó đi lấy thuốc cho ông ở làng bên, mà đi gì cả buổi chưa về nữa. Bà kiếm nó có chuyện chi hả? Tao đang tò mò, không biết chủ về thì tớ làm sao đây? Ý bà nói về việc con dậu lén giả làm bà ba để qua lại với ông phải không? Tao đang nóng ruột, không biết nó sẽ diễn tuồng gì tiếp theo nữa đây. Con e là nó không dám giở trò gì đâu. Dù sao thì bà ba với nó cũng có tình nghĩa bao lâu nay rồi. Thì cứ để coi sao. Tao cũng nghĩ con dậu chỉ là kẻ thế thân mua vui cho ông mà thôi. Bây giờ con kia quay về rồi thì chắc chắn nó sẽ bị bỏ xó thôi. Nhưng mà con dậu nó cũng ghê gớm lắm chứ chẳng chơi. Mình cứ ở yên cho chủ tớ nó cứ đấu nhau rồi xem sao. Dạ. Ủa, bà, sao bà lại ở đây? Đây là phòng của ta. Ta không ở đây thì ở đâu chứ? Dạ không. Ý em muốn hỏi là bà về từ khi nào á?
Em tưởng là bà đi, bà về quê rồi chứ. Ta cũng mới về tức thì thôi. Ta đã xin ông quay về và đã được ông chấp thuận. Từ nay mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Bộ em mới đi đâu về hả? Dạ, ông có sai em đi mua thuốc về nấu cho ông uống. Mà Dậu nè. Dạ. Gặp lại ta em không mừng sao? Dạ có chứ, em mừng lắm. Nhưng mà tại bất ngờ quá nên em nói không nên lời á. Được gặp lại em, ta cũng mừng lắm. Em ngủ chưa em Tư? Chị vào được không? Chị Hai hả? Chị vào đi. Ông không có trong phòng em sao? À, mà chị quên mất, bây giờ em ba đã về rồi thì ông còn vô phòng em để làm gì? À, tính của chị á, ăn ngay nói thẳng, em đừng buồn nghe. Chẳng buồn cho em ba ăn nói nhẹ nhàng khéo léo, chị không có ưng. Thế giả giả sao á? Chị không thích sống như vậy. Chị thích sống thật với bản thân của mình hơn. Có gì nói đó, không có đãi bôi chi. Dạ, em hiểu tính chị mà. Em cũng ghét nhất cái thói lúc nào cũng làm ra vẻ hiền lành cam chịu, đặng hớp hồn đàn ông. Nói thiệt với chị á, diễn mấy cái trò đó đâu có khó chi. Nếu muốn, em còn diễn hay hơn nói gấp ngàn lần. Em mới về mà đã nhận ra điều đó rồi sao? Từ từ em ở lâu như chị đây thì em sẽ thấy được cái bản chất con người thực sự của cô ấy. Mà chị ở lâu rồi không nói làm chi. Nhưng mà chị thấy thương cho em thôi. Em mới chân ướt chân ráo về đây, chưa hưởng được bao nhiêu thì em đã bị người ta hất hủi rồi. Thì chịu thôi, chứ biết sao giờ chị Hai. Dù muốn hay không á, thì chị ba cũng đã quay về rồi. Ờ, thì có trách được đâu. Nhưng chị có chuyện này muốn nói nhỏ cho em nghe thôi. Kỳ này cô ta quay lại chưa chắc là nếm toàn vị ngọt thôi đâu. Có khi chủ tớ còn trở mặt đấu đá nhau không chừng. Ờ, ý chị là chuyện giữa con Dậu và chị ba? Ủa, mà tại sao lại trở mặt vậy chị? Ủa, chứ không lẽ em chưa biết gì sao? Trời ơi, cái chuyện này nó động trời lắm em. Con Dậu nó tòm tèm với ông khi chủ nó vắng mặt. Trời đất ơi, chị nói thiệt hả? Thiệt, chị nói thiệt đó. Cái chuyện này làm sao chị dám giỡn chơi được em? Con Lựu nó tận mắt chứng kiến mà. Mấy cái đêm mà ông vắng mặt là ông ngủ ở phòng bà ba với con Dậu đó. Con Dậu ghê gớm thiệt. Sao chị không cho em biết sớm? Ờ thì cũng phải chờ có cơ hội thuận tiện chị mới dám nói em nghe. Chứ nói lùng tùng tới tai của ông thì mệt lắm. Để coi chuyện này mà tới tai của em ba thì không biết chủ tớ của nó phải đối mặt với nhau thế nào đâu. Em mong tới lúc đó lắm. Mong tới lúc chủ nó thay mình trừng trị nó. Như vậy á thì em mới ngu giận. Đồ ở đợ, đã vậy còn không biết thân biết phận, dám qua mặt chị em mình. Bây giờ mình cứ đợi thôi chị. Đúng thời điểm thì mình cứ đổ thêm dầu vô lửa thôi. Chị cũng nghĩ như em vậy đó.
chủ tớ tụi nó quay qua đấu với nhau, vậy mới khoái. Mà mình ra mặt chi cho mang tiếng. Cứ nghĩ tới cảnh em ba mà biết mình bị phản bội như vậy là chỉ thấy vui rồi. Nhưng mà bây giờ còn có một chuyện, làm sao để cho em ba biết chuyện này đây? Chị yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em. Nè. Dậu, nói nghe nè. Vậy sao nay dậu bực bội dữ vậy? Tôi làm gì mà nói tôi bực bội? Bộ trên trán tôi có chữ bực bội hả? Cái giọng đó là bực bội rồi còn gì nữa. Mà nè, dậu gặp bà ba chưa? Cả đám bất ngờ khi gặp bà ba xuất hiện ở trong nhà đó. Nghe ông Xỉu nói bà ba xin ông cho quay lại. Thôi, coi vậy cũng vui. Tôi nghĩ chắc người vui nhất là dậu đúng không? Sao anh biết tôi vui? Thì dậu không muốn bà ba đi xa. Giờ bà ba quay về thì dậu đương nhiên là người vui nhất rồi. À, mà không có đúng, người vui nhất chắc chắn phải là ông rồi. Bây giờ có bốn bà vợ, bà nào cũng hòa thuận sống chung với nhau, ông là người vui nhất đúng không? Anh thì biết cái gì mà nói. Thì anh thấy sao anh nói vậy thôi. Bây giờ mà bốn bà, mỗi bà đẻ cho ông thêm đứa con trai thì quá mỹ mãn luôn ha. Ông đang thèm đứa con trai để vui cửa vui nhà. Đúng là gia tài sản nghiệp của nhà họ Trịnh ăn biết khi nào mới hết. Giờ chỉ thiếu con thôi à. Anh Thế nè, anh cũng nghĩ vậy hả? Không phải chỉ mình anh nghĩ đâu, trong nhà ai cũng nghĩ vậy hết á. Ông Xỉu còn nói bà nào để cho ông đứa con chắc chắn sẽ được cưng chiều nhất đó. Giống như cứu tinh của nhà họ Trịnh nhé. Dậu, sao tự nhiên đang nói chuyện dậu im ru vậy? Nè, anh nói gì sai sao? Anh Thế nè. Anh muốn có đứa con không? Sao, sao dậu hỏi vậy? Có con là sao? Thì anh có muốn không? Ý của tôi á là anh có muốn có con với tôi không? Có con với dậu hả? Sao dậu lại hỏi vậy? Thì tôi cũng thấy anh hồ hởi khi nói chuyện sinh con, nên tôi nghĩ chắc là anh cũng thích. Thì ai không thích. Nhưng mà đâu phải thích là được. Người lớn la chết á, mình phải đám cưới trước nè, rồi trao thân gửi phận cho nhau nữa, lúc đó mới có con được chứ. Mình là đầy tớ, làm gì có đám cưới này nọ. Miễn là thật lòng với nhau là được rồi. Nhưng mà anh Thế nè, tôi muốn có con với anh. Huh?
Chị ba ơi, chị có trong phòng không chị ba? Em Tư hả? Dạ. Em vô đi. Dạ. Em kiếm chị có chuyện gì không? Dạ, không có chi quan trọng hết. Em tới thăm chị thôi à. Ủa, mà ông đâu rồi chị? Ông đi từ sớm rồi. Dạ. À, chị ba nè. Thiệt ra thì em cũng có chuyện muốn nói riêng với chị. Nhưng mà không biết chị có bận chuyện gì không? Dậu nè, em ra ngoài giặt giùm ta mấy bộ đồ nghe. Dạ. Hôm qua ta lu bu quá, vẫn chưa giặt được. Dạ. Bộ có chuyện gì hệ trọng hả em Tư? Dạ. Dậu là người hầu riêng của chị hả chị ba? Phải. Chị đưa nó về đây từ ngày đầu. Hoàn cảnh nó đáng thương lắm. Nói người hầu chứ thực ra chị vẫn coi là dậu giống như người thân ở trong nhà. Dạ. Nhìn nó cũng đẹp đẽ, lanh lợi quá hen. Nếu mà cho ăn mặc tươm tất vô là có khác chi tiểu thư quyền quý. Mà em tính nói chuyện riêng với chị là chuyện chi vậy? Chẳng lẽ cũng có liên quan tới dậu sao? Dạ, em có vài thắc mắc muốn hỏi chị thôi. Giả sử như một ngày nào đó nó phản lại chị thì chị tính sao? Sao em hỏi chuyện gì kỳ vậy? Em thí dụ vậy thôi mà. Chị trả lời em đi. Em ngồi xuống đi. Em đừng có lo xa. Thực ra thì chị chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó dậu sẽ phản lại chị đâu. Hồi nào tới giờ nó chưa bao giờ làm chi sai quấy hay làm mất lòng chị hết. Ai đó có thể hại chị, nhưng dậu sẽ không bao giờ có. Nó rất là thương và hiểu tánh của chị. Chị đúng là dễ tin người. Con người ai cũng dễ thay lòng hết đó. Nếu như mà chuyện đó có lợi cho họ. Chị có biết á, lúc mà chị ra ngoài, nó đã mặc đồ của chị, giả làm chị, để rủ quến ông không? Em vừa nói cái gì? Con dậu nó làm chuyện đó sao? Chị không tin đâu. Chị, em không có dựng chuyện đâu. Có người tận mắt thấy đó. Nói với lại ông bước ra từ phòng của chị. Em nghe mà em tức điên lên, huống chi là chị. Thiệt tình lợi dụng tình thương của người khác để làm chuyện bất chính, nó không có đáng để chị tin tưởng yêu thương nó nữa. Chị á, phải mau tìm cách trừng trị nó đi. Nếu không có ngài á, nó leo lên đầu lên cổ chị ngồi đó. Chị không tin con dậu nó dám làm chuyện to gan như vậy đâu. Em biết á, nói khơ khơ như vậy chị không có tin đâu. Hay là chị lập kế thử nó đi. Thử làm sao? Thì hôm nào chị giả bộ đi đâu xa rồi lén quay về coi làm sao. Em nghĩ chị sẽ tận mắt thấy con hầu giả nhân giả nghĩa đó, nó mặc bộ đồ của chị rồi tìm cách dụ dỗ ông ngay tại căn phòng này. Lúc đó chị sẽ biết em nói đúng hay là sai. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em về phòng nha.
Dạ, con mời bà. Chị cả. Ủa, em ba. Em ngồi đi. Chị thực sự vui mừng khi thấy em quay về đó em ba. Lúc không có em ở đây, ông cáu gắt bực dọc dữ lắm. Ai có khuyên cỡ nào cũng không có được. Chị nói vậy làm em ngại quá chị cả. Em biết mình đâu có quan trọng với ông như vậy. Trong nhà này, chị cả mới là người được ông tin tưởng. Còn em Tư thì biết cách chiều chuộng ông. Em mới là người dư thừa trong nhà này. Sao bữa nay em ba ăn nói khiêm tốn quá vậy? Trong nhà này, ông thương ai nhất? Nhìn vô là biết liền. Chị hơi thắc mắc là tại sao khó khăn lắm em mới đi được, mà bây giờ em lại quay về đây. Thật sự đã xảy ra chuyện gì với em sao em ba? Em cũng đã nói trong cuộc họp mặt gia đình rồi còn gì. Nguyên nhân chỉ có vậy thôi chị cả. Em nói thiệt chứ? Không phải em đang giấu chị chuyện gì chứ? Dạ, em nói thiệt mà chị. Bao nhiêu năm ở đây, em đã quen được nuông chiều, ăn sung mặc sướng. Cho nên ra ngoài bươn chải, em chịu không có nổi. Còn về quê thì em không can đảm để gặp cha mẹ mình. Nên em chỉ có một con đường duy nhất là quay về đây với ông mà thôi. À, em qua gặp chị có chuyện gì không? Dạ, em muốn đi chùa cúng tạ lễ. Mà chùa xa nên chắc em phải ở lại chùa qua đêm. Đến sớm mơi mới về. Em cũng đã xin phép ông rồi. Giờ qua đây nói với chị một tiếng để cho chị biết. Tưởng chuyện gì, ông đã gật đầu, sao chị không dám cho chứ? Ủa, rồi con dậu có đi với em không? Dạ, lần này em chỉ đi một mình thôi. Em để dậu ở nhà mừng công chuyện á chị. Vậy hả? Nhưng mà có con dậu đi cùng á, xách đồ phụ cho đỡ mệt. À, em cũng nên tới nói qua với em hai một tiếng. Vì bây giờ cổ là người quản cái nhà này. Dạ em biết rồi chị. Vậy bây giờ em qua chị hai rồi em đi nha chị. Ừ, đi đi kẻo nắng. Dạ. Em đưa ta tới đây được rồi. Em đưa giỏ đây cho ta. Bà đi đường xa, không cho em đi theo. Em phụ bà cho đỡ mệt. Thôi, ta đi một mình được mà. Dạ. Em ở nhà lo công chuyện cho tốt nghe không? Bà đi cẩn thận nha bà. Ừ. Về mau nha bà. Ừ. Đợt hàng kỳ này của nhà ông làm rất là đẹp, rất là tinh xảo. Được, chúng tôi rất là hài lòng. Cảm ơn. Chúng tôi sẽ đánh một chuyến lớn lên kinh thành. Bây giờ chúng tôi xin cáo từ ông. Cáo từ. Dạ, cáo từ. Cha, hôm nay con thấy cha thiệt là khỏe khoắn và phong độ. Cỡ thanh niên trai tráng như con mà còn phải phục cha sát đất. Vậy à? Toàn bộ cuộc giao thương ngày hôm nay, từ định giá cho đến các điều khoản giao kèo của hai bên, cha đều quyết định hết. Chuyện thường tình thôi mà. Nhớ đi mà học hỏi đó. Dạ cha. Ừ. Mà
Con nói cái này, nếu mà không phải thì cha đừng có rầy con nghe. Có phải từ khi má ba quay về thì cha vui vẻ hơn hẳn phải không? Vậy là con đoán đúng rồi. Dông bão rồi cũng qua, chủ yếu là gia đình mình được đoàn viên sum vầy. Con thiệt là ngưỡng mộ cha quá. Cha có đến 4-3 giờ nhưng mà ai cũng tận tụy hầu hạ chăm sóc cho cha, từ trên xuống dưới đều hòa thuận vui vẻ. Thiệt là hiếm có, ai mà có phúc được như cha của con chứ. Đi. Ông đã về, mời ông nghỉ. Bà, em tưởng là mai bà mới về. Em làm gì trong phòng ta vậy dậu? Ta hỏi em đang làm gì trong phòng ta vậy dậu? Em muốn ta không về, để em ở đây, em thay thế chỗ ta phải không? Dạ, bà nói gì kỳ vậy bà? Chuyện rành rành ra như vậy mà em còn chối nữa hay sao? Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ tin những gì người ta nói là sự thật. Ta đã tin tưởng và yêu thương em biết bao nhiêu, sao em dám làm chuyện tồi tệ sau lưng ta vậy hả dậu? Em có biết là làm như vậy là ta đau lòng lắm không? Bà ơi, không biết là bà đã nghe được những gì, nhưng mà chuyện này không có phải như bà nghĩ đâu. Cái đêm mà bà đi á, ông say rượu rồi vô đây lúc mà em đang dọn dẹp á. Lúc đó thì... Em nói như vậy tức là mọi thứ đều do ông đúng không? Em không hề biết trước đúng không? Vậy tại sao em lại mặc bộ đồ của ta và vào trong phòng của ta đúng lúc nửa đêm như vậy? Hả? Có phải là từ lúc xin bộ đồ này của ta, em đã bày mưu tính kế rồi phải không dậu? Em đã dùng việc này để trả ơn ta sao? Sao con người em quả thật đáng sợ. Ta sẽ không bao giờ tin em nữa đâu. Bà ơi, em... Đáng đời. Hay lắm, không uổng công tao đi học chuyện này lại với em Tư. Nhìn chủ tớ nó quay lưng vậy, thiệt tao thấy đã con mắt. Đáng đời mày nghe con dậu. Đũa mốc mà đòi ngồi mâm son hả mày? Mày tưởng lên làm bài dễ lắm sao? Chưa hết đâu. Mày chờ một chút nữa đi, thế nào cũng có người tới đổ thêm dầu vào lửa hả? Dạ. Còn da mồm hả? Ờ, có người bà ơi. Bà ơi, có người. Đi. Có chuyện gì vậy? Ủa, có chuyện gì vậy chị ba? Em nghe tiếng chị la con dậu ghê quá. Nó làm chuyện quấy nên chị dạy nó một chút thôi. Chắc là con này nó phạm tội gì nặng lắm cho nên em mới lớn tiếng như vậy, đúng không? Chứ hồi nào giờ á, chị có thấy em quát tháo ai bao giờ đâu. Dậu. Dạ. Mày làm cái gì mà khiến bà ba phải nhọc lòng như vậy hả mày? Mày thấy bà ba hiền cho nên lại giở trò đúng không? Dạ. Bà ơi,
Em biết tội rồi. Em xin bà tha tội cho em nha bà. Tội này mà tha thứ, từ nay về sau làm sao mà có thể dạy được những người khác nữa. Bà ơi. Ý mồm. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy em? Sẵn có chị cả với chị hai ở đây, em muốn nhờ hai chị phán xử. Theo mấy chị thì kẻ ăn người ở trong nhà mà bày mưu quyến rũ ông chủ thì phạt như thế nào cho đúng đây chị? Trời đất ơi, cái con dậu, nó dám to gan như vậy hả em ba? Chị cũng nghe người ta to nhỏ về nó lâu lắm rồi mà họ không có chứng cứ nên chị đâu có tin. Bây giờ hôm nay có em bắt tại trận cho nên nó mới hết đường chối cãi. Dậu ơi là dậu, mày gan dữ vậy dậu hả? Mày còn gia phá quốc gia không, cái nhà mày ra gì không dậu? Thôi 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 đi em, dù sao con dậu cũng là người hầu của em ba, cứ để cho em ba la rầy là được rồi. Chị cả, nó là người hầu của ai thì tôi cũng chỉ cư xử vậy thôi. Tôi là người cai quản tất cả mọi thứ ở trong Trịnh gia này, cho nên ai làm tổn hại danh dự ngôi nhà này tôi cũng có quyền trừng phạt hết. Còn con này, mày có biết cái tội dụ dỗ ông chủ là cái tội đáng chết hay không? Ông Xỉu đâu? Dạ. Thằng Út đâu? Dạ. Mau bà, đem con này nhốt ra nhà sau chờ tao xử tội. Út. Dạ. Khoan đã. Dạ. Dạ. Dạ thưa mấy chị, theo em thấy á, mình nên đuổi cổ nó ra khỏi nhà đi. Chứ nó còn ở trong nhà ngày nào á thì nguy hiểm ngày đó. Mấy chị không nghe câu ngựa quen đường cũ sao? Nhưng mà còn phải tùy vào em ba nữa. Dù sao nó cũng là người gắn bó với em từ nhỏ. Em nghĩ sao hả em ba? Em thấy ý em Tư đúng lắm. Nếu như bây giờ nhốt nó ở trong phòng, đánh đập nó thì mai mốt cũng sẽ y như mối họa đó, mà mình còn bị mang tiếng dùng nhục hình với người ở, chi bằng cứ đuổi thẳng cổ nó ra đường. Bà ơi, sau này cứ coi như nó không có một mối liên hệ nào với nhà của mình nữa hết. Thôi được, mọi người nói cũng có lý. Dậu, tao nể tình bà ba sinh cho mày nên tao chỉ đuổi mày ra đường thôi, nên tao không nhốt mày lại nữa. Mày mau cút ra khỏi cái nhà này, liệu hồn sau này sống cho tử tế, đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa, nghe chưa? Ông Xỉu. Dạ. Lôi nó ra khỏi nhà. Lôi nó ra khỏi nhà kìa. Dạ. Bà ơi, bà tha cho em đi bà. Mau ơi. Mau. Bà đi. Ơi. Đi ra. Đừng đuổi em mà bà đi ơi. Đi ra. Bà ơi. Em ba, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng một phần có lỗi của em đó. Chắc nó đã nuôi ý định từ lâu lắm rồi, bây giờ mới bộc phát thôi. Em đã ở bên nó bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ em không nhận ra con người của nó hay sao? Nếu em dạy dỗ nó ngay từ đầu nghiêm khắc hơn thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Toàn là thứ bại hoại gia phong, thiệt xấu hổ. Dạ chị hai, em thấy mình cũng có lỗi. Cũng tại em tin nó quá nên em mới bị gạt như vậy. Chị hai, mình chưa nói qua chuyện này với ông có sao không chị? Không sao. Chị có quyền định đoạt mọi chuyện trong nhà này. Mấy chuyện nhỏ này nói với ông mới công ông bệnh thêm thôi. Chị ba, chị cũng đừng bực bội quá, mất công, mất ngủ rồi sanh bệnh. Việc này chị không có lỗi chi hết. Cái con đó nó rất nguy hiểm, thì làm sao mà mình lường được. Thôi chị yên tâm ngủ trước đi.
em về phòng đây. Ủa, ông ơi, ông... ai như con dậu? Sao mày không ở nhà mà ra đây khóc lóc vậy? Bộ ở nhà có chuyện gì sao? Dạ, con ngồi đây chờ ông nãy giờ rồi. Bà ba và mọi người biết chuyện rồi ông ơi. Biết là biết chuyện chi? Dạ, thì bà ba biết chuyện con với ông ngủ với nhau, nên là mấy bà đuổi con ra đường. Con không biết đi đâu hết, nên là ngồi đây chờ ông. Ông ơi, ông cứu con nha ông. Ủa, ủa, sao giờ chưa ngủ? Ủa, anh Thế, anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Anh qua làng bên đưa đồ cho quản đốc theo lệnh của cậu hai. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, chị Dậu có chuyện rồi kìa. Dậu có chuyện hả? Dạ. Dậu, Dậu ơi, Dậu, Dậu ơi. Cô tạm thời ở lại đây đi, còn mấy chuyện khác sáng mai rồi hãy tính. Dạ. Đây là số bạc, cầm lấy để mà xoay sở. Mấy bà đuổi mày thật ra cũng không phải là không lý do. Được rồi, để ta về nói chuyện với bà ba. Xong rồi hãy về. Dạ. Ta về đây. Dạ, ông về. Nè, có sao không vậy? Ngồi xuống đi. Dạ. Ông ơi, con thấy chóng mặt quá. Được rồi, nằm nghỉ đi. Dạ. Mình về rồi hả? À, cả đêm qua mình không về, chắc là mình bận ở xưởng chanh hả mình? Em nhìn thấy mình bơ phờ mệt mỏi quá à. Để em kêu con dậu. À, không, để em kêu cô Xuyến nấu cái gì ngon ngon cho mình tẩm bổ nha. Nè mình à. Dạ. Mình ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Tại sao mình lại đuổi con dậu đi? Bộ nó làm gì có lỗi với mình sao? Ủa, chuyện đó mình biết rồi sao? Chị cả nói cho mình nghe hết rồi hả? Tôi gặp con dậu đêm hôm qua, thì thấy nó đêm hôm bị đuổi ra khỏi nhà, cù bơ cù bất. Tôi thấy tội nghiệp quá, cho nên thuê quán trọ cho nó ở tạm. Dù sao nó cũng là người của mình, nó lại theo mình hầu hạ bao nhiêu năm nay. Mình làm như vậy có bạc quá không hả? Xin lỗi mình, thực ra em cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà mình nghĩ đi, con người vợ nào khi biết chuyện
mà lại không ghen giống em chứ. Với lại không xử nghiêm thì sau này e rằng khó ăn nói với những người hầu khác. Tôi hiểu ý của mình. Cho nên tôi có trách gì mình đâu. Tôi chỉ thấy tiếc khi mình đuổi đi một con hầu thông minh lanh lợi nhất. Nó tuy là tôi tớ trong nhà, nhưng mà nhìn nó sáng sủa đẹp đẽ hơn hẳn những đứa còn lại. Vả lại nó biết hầu hạ tôi, đúng ý của tôi. Còn chuyện đã xảy ra là hoàn toàn do tôi tự nguyện. Nó không có lỗi gì hết. Nếu như mình không bỏ đi thì tôi cũng đâu có cô đơn lẻ bóng mà để xảy ra chuyện như vậy. Dạ, em đã hiểu. Em biết là em có lỗi với mình nhiều lắm. Dạo sau này sức khỏe em cũng sa sút nhiều, cho nên em không làm tròn bổn phận của một người vợ. Cũng may là khoảng thời gian đó có người thay em hầu hạ mình chu đáo. Vậy theo ý mình, mình muốn em đem dậu quay lại đây đúng không? Nhưng mà trước giờ dậu cũng hay ở chung phòng với em. Bây giờ kêu về lại ở đây thì em thấy không tiện cho lắm. Cứ kêu người chuẩn bị thêm một phòng là được rồi. Nhà này đâu có thiếu chỗ chứ. Nhưng mà còn mấy chị và em Tư thì sao? Em e là họ sẽ phản đối đó. Phản đối cái gì chứ? Từ bao giờ tôi muốn lấy ai hay là muốn đưa ai về nhà cũng phải hỏi ý kiến của mấy bà. Sở dĩ tôi muốn mình biết cái chuyện này là bởi vì mình là chủ của con dậu bao nhiêu năm nay. Còn tôi muốn đưa ai về hoặc đuổi ai đi đó là chuyện của tôi. Thôi thôi, không nói nhiều. Cứ thu xếp thêm một phòng nữa để cô ta về ở. Dạ, em biết rồi. Em sẽ nói lại với các chị và thu xếp cho mình chuyện này. Thôi, chắc là mình thức cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Mình đi nghỉ ngơi đi. Người mình mệt mỏi lắm rồi, để em xoa bóp cho mình nha. Đúng là đồ háo sắc. Ông đã muốn người nào thì phải có cho bằng được, không ai cản nổi. Mà cũng tốt, đúng lúc ta đang muốn né chuyện gối chăn. May mà có con dậu thế vào, thiệt là thuận tiện. Mà con dậu dù sao cũng từng là người của mình. Mình ra tay làm phước rồi sẽ kéo nó về phe của mình. Đôi bên cùng có lợi. Mình thấy đỡ hơn chứ mình? Đỡ lắm. Mình nằm nghỉ nha. Để em ra kêu cô Xuyến nấu gì cho mình tẩm bổ. Lựu, con gọi ông xuống ăn cơm chưa? Dạ, con có gọi rồi. Ông nói xuống liền đó bà. Mình, bà tính cho cả thiên hạ biết chuyện gia đình mình hay sao? Bà đuổi con dậu ra đường như vậy, bà muốn người ta bàn tán, dè biểu tôi, bà mới hài lòng hay sao? Tôi giao cho bà cái quyền cai quản cái nhà này là để trong ấm ngoài êm, bà xử cho nó êm đẹp, chứ có phải để cho thiên hạ cười chê đâu.
ông bớt giận. Tôi nghĩ xử vậy là được rồi. Ai dè nó lại tìm ông khóc lóc rồi kể lể, rồi làm rùm beng mọi chuyện lên như vậy. Thôi đi, bà chỉ được có cái nói nhiều mà chẳng làm được cái gì đàng hoàng hết. Tôi thiệt sai lầm giao cái việc cai quản cái nhà này cho bà. Tôi biết là mình chưa hay, nhưng ông nói vậy chẳng khác nào mọi chuyện lại đổ lên đầu tôi. Người có lỗi lớn nhất bây giờ là con dậu mà. Hay là bây giờ để lấy lại thanh danh cho ông, mình bắt nó ra để thú tội trước mọi người là nó dùng bùa ngải, nó dụ dỗ ông nghe. Không được. Bộ người ta ai cũng điên hết hay sao mà tin mấy chuyện đó. Bà cả, bà có cách gì không? Dậu là người hầu của em ba, vậy mình thử hỏi ý cổ coi làm sao. Như Nguyệt. Dạ. Em có ý gì không? Em nói đi. Dạ, theo em thì chuyện này không thể giấu giếm được nữa. Cho nên thay vì tìm cách đối phó thì mình đành phải thuận theo tự nhiên vậy. Tức là ông cứ chánh thức cưới dậu làm vợ lẽ. Mấy chị thấy thế nào? Em ba, em biết mình đang nói gì không vậy? Con dậu nó là người hầu, sao lại xúi ông đi cưới nó làm vợ lẽ? Mình làm như vậy chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt của Trịnh gia. Dạ, em cũng xin được thêm vô một câu. Em biết chị ba là người hiền lành, nhẫn nhịn, muốn bỏ qua mọi chuyện, nhưng mà cách của chị đưa ra không có phù hợp với gia phong của nhà mình. Chị coi chẳng lẽ vì lỡ qua đêm với một con hầu mà bây giờ ông phải cưới nó làm vợ lẽ hay sao? Như vậy thì còn đâu là thanh danh của ông, là thể diện của nhà ta nữa. Chị cả, chị nói gì đi chứ. Lần này thì chị chắc không thể nào theo ý em rồi em ba. Trịnh gia ta nào giờ không có lệ cho người hầu được lên chức bà, huống chi ông lại là người danh giá nổi tiếng khắp cả vùng này. Chuyện này mà lan ra ngoài thì e là sau này ông khó làm ăn với ai được lắm. Đó, chị cả cũng đã lên tiếng rồi đó. Riêng tôi thì dứt khoát tôi sẽ không bao giờ đồng ý với em ba đâu. Nếu như em mà rộng lượng như vậy thì sao lúc ông cưới Kim Sa sao em lại mặt nặng mày nhẹ vậy hả? Em thay đổi nhanh quá, làm chị có một chút nghi ngờ rồi đó em ba. Chị hai thì lúc trước do em chưa thông suốt, chứ bây giờ em đã ngộ ra rồi. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường mà, cớ chi mình phải phản đối? Với lại trong chuyện này người quyết định cuối cùng vẫn là ông. Nói gì thì nói, tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu. Đây là cái chuyện vô cùng xấu xa, bại hoại gia phong. Nếu ông mà lấy con ở á thì tôi thắt cổ tôi chết cho ông coi. Thôi im hết đi. Bà cứ ăn nói hàm hồ, có giỏi thì chết thiệt cho tôi coi đi. Em hai, em bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà cứ ồn ào như vậy, em chỉ mệt thêm chứ ít gì. Thôi, để chị dò thêm ý ông coi làm sao, rồi mình mới quyết tiếp. Như Nguyệt, bộ dạng ngây thơ của cô lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu. Tôi thừa biết tâm địa xấu xa của cô, âm mưu đưa con đó về làm bà để lấy lòng ông và có thêm người về phe của mình. Cũng cao tay thiệt, nhưng đừng có mừng. Cô nghĩ gì làm gì tôi biết hết. Cô đừng có quên, quyền cai quản cái nhà này vẫn còn đang nằm trong tay của tôi. Em thiệt không hiểu nổi, tại sao chị ba lại muốn ông cưới con dậu? Chẳng phải hôm trước á,
chỉ còn nổi giận đùng đùng với nó hay sao? Chắc chắn là có mưu sâu kế hiểm rồi. Chị nói vậy là sao hả chị hai? Cái con đó, chị còn lạ gì cái tính của nó nữa. Tự dưng thay đổi thái độ như vậy thì phải có lý do của nó chứ. Là đã nghĩ ra kế hại người. Chắc là nó muốn đưa con dậu về một phe, để mà muốn rù quến ông, rồi khiến ông không còn muốn ngó tới chị em tụi mình nữa. Thiệt vậy hả trời? Nhìn chị hiền lành vậy mà không ngờ tâm chị xấu xa đến như vậy. Mai là chị nói á, chứ không lẹm lầm chết rồi. Do em mới về cho nên mới bị tụi nó gạt thôi. Ở lâu như chị với chị cả thấy là đi guốc trong bụng nó, nhưng ráng nhẫn nhịn để cho yên nhà yên cửa, để cho ông vui thôi. Đúng là nhìn mặt không bắt hình dong được. Người trong hiền lương lại làm những chuyện ác nhân thất đức. Vậy bây giờ không lẽ mình cứ nhịn suốt đời hả chị? Chứ biết phải làm sao giờ hả em? Mình không đủ ác, mình không nhiều mưu kế như họ, nên mình phải chịu thiệt thòi thôi. Trước đây nó ỷ có ông cưng chiều, nó lên mặt với tụi chị lắm. Giờ có thêm con dậu hợp sức thì coi như chị em mình số phải khổ dài dài. Nghe chị nói mà em ứa gan quá. Em nào giờ sống an phận thủ thường, không có muốn đụng chạm tới ai hết. Nhưng mà em cũng không thích người ta chèn ép mình. Ai mà hại em một á, em sẽ trả lại gấp đôi. Em nói vậy thôi, chị em mình không có lại tụi nó đâu em à. Người ta được cưng, rồi người ta bày kế hại ở sau lưng của em thì làm sao mà em biết được. Chị hai, chị quên là em đã lăn lộn ở ngoài giang hồ nhiều năm rồi hả? Ai mà qua mặt được em? Em nói hay lắm. Vậy trước mắt em liệu mà nghĩ kế ngăn con dậu leo lên làm bà đi ngang. Chứ nó mà đứng ngang hàng với chị em tụi mình thì còn gì là thể diện nữa chứ. Dạ, chị cả tìm em có chuyện chi? Em ngồi đi. Chị có chuyện này muốn hỏi. Ở đây chị có hai chị em mình. Em hãy nói thiệt cho chị biết đi. Tại sao em lại muốn ông cưới con dậu? Hôm trước biết chuyện ông ngủ với nó, em còn giận dữ kia mà. Tại sao hôm nay em lại thay đổi nhanh như vậy? Có phải là em đang có ý định gì khác không em ba? Hay là chỉ chiều theo ý ông? Còn dậu, nó là người ăn kẻ ở trong nhà. Ông mà cưới nó thì còn gì đâu là mặt mũi của Trịnh gia nữa. Chị cả à, bằng nãy đông người quá nên em cũng không tiện nói thẳng. Bây giờ chỉ có chị với em, em cũng muốn chị biết rằng đây không phải là ý của em. Còn ý của ai thì em nghĩ chắc chị cũng đoán ra được. Em nói vậy tức là việc muốn cưới con dậu là ý của ông sao? Dạ phải. Em tưởng chị theo ông lâu năm như vậy, chị phải rành tâm tính của ông lắm chứ. Là ý của ông, hèn chi em không tỏ vẻ e dè gì hết. Mà sao chị lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Ngày xưa chỉ cần ông ho một tiếng thì chị biết ngay là ông muốn gì. Bây giờ lớn tuổi rồi, đâm ra lẩn thẩn, chị không còn hiểu ông nữa. Cũng may là còn có em đó em ba. Thì ý ông như thế nào chị cũng biết mà. Đã muốn làm thì ông sẽ làm cho bằng được.
có ai cản được đâu. Vì vậy thay vì ấm ức bực dọc thì mình cứ giúp ông toại nguyện. Như vậy không phải ai cũng vui hết sao hả chị? Giống như là chuyện 8 năm về trước vậy đó. Chính chị cũng giúp ông lấy em đó thôi. Chuyện đó thì... Thì ngày xưa chị giúp ông như thế nào thì bây giờ em cũng giúp ông như vậy thôi. Có khác gì chị đâu chị cả. Vậy bây giờ chắc là ông tin tưởng em lắm nên mới nhờ cậy em lên tiếng vụ này. Dạ, tin tưởng hay không thì em không chắc. Em chỉ ráng làm tròn bổn phận mà ông đã giao cậy thôi. Nếu chị không hỏi gì nữa thì em xin phép về phòng nha chị. Thế anh chưa tìm được chị dậu đúng không? Thiệt là tội cho chị quá à. Không tiền, không bạc, không người thân, không biết ăn sao ở sao nữa. Sao lúc đó không giữ chân chị dậu lại giùm anh? Trời ơi, em sao dám. Lúc đó mấy bà làm dữ lắm. Em và ông Xỉu chỉ làm theo lệnh mà thôi. Nè, mày ăn uống gì chưa vậy? Lòng dạ nào mà ăn vô nữa hả ông? Thì mày cũng phải ăn để mày có sức để đi tìm nữa chứ. Nếu không á, mày sẽ chết đói trước khi tìm nó đó. Ông Xỉu nói đúng rồi đó. Để em bới tô cơm cho anh nha. Má, con nghe người ta đồn rần rần chuyện cha sắp cưới con dậu làm lẽ là đúng hả má? Trời ơi, là thiệt sao má? Cha làm chuyện kỳ khôi như vậy mà thấy má cũng chấp nhận được sao? Con thiệt là không hiểu nổi luôn. Con dậu á là người ăn kẻ ở trong nhà, cớ gì cha phải cưới nó chứ? Vậy thì còn gì là danh tiếng nhà họ Trịnh nữa? Bộ con chưa rành tính cha con hay sao? Ông mà muốn rồi thì ai mà cản được. Má cũng nhức đầu chuyện này từ sáng tới giờ đây. Má nói vậy là sao? Mình phải phân tích lý lẽ cho cha thấy là chuyện này làm ảnh hưởng tới bộ mặt của gia đình mình như thế nào, rồi thiên hạ sẽ cười chê ra làm sao. Con không thể nào chấp nhận chuyện này. Không thể để một con ở lên làm má năm của mình được. Con phải đi gặp cha mới được. Thiệt tình không biết cha nghĩ cái gì luôn á. Có chuyện gì mà dòm con giận dữ vậy Phú Túc? Cái gì từ từ giải quyết. Thiệt tình, cái chuyện gì vậy mà má hai không tức được sao? Là con điên nãy giờ. Nhưng vấn đề là chuyện gì? Thì chuyện cha con đòi cưới con dậu làm vợ năm đó. Chứ bọn má hai không thấy bất mãn hay sao? Thì có chứ. Nhưng có bất mãn thì cũng nén trong bụng, chứ làm sao mà dám nói ra ngoài được. Con cũng biết tánh của cha con rồi đó. Má con cũng vậy. Bây giờ đến má hai cũng như vậy. Cứ cam chịu như vậy để cho cha con được nước lớn tới. Cái chuyện trái khuấy như vậy mà không ai dám lên tiếng can ngăn. Đến lúc thiên hạ cười chê, nhìn vô người ta nói gia đình mình bị tai tiếng thì làm sao chịu nổi đây trời. Vậy chứ bây giờ con tính là sao? Con sẽ đi gặp cha, phân tích phải trái cho cha hiểu, để cha biết ngăn chặn cha không làm chuyện mất mặt này. Chứ để chậm vài hôm nữa, ván đã đóng thuyền. Lúc đó không thể cứu vãn được danh dự nhà họ Trịnh này nữa. Thôi thôi, má can con.
Con mà cứ tỏ cái thái độ sừng sừng sổ sổ như vậy mà đi gặp cha con, rồi tánh của cha con nóng nữa. Hai cha con gặp nhau rồi có chuyện gì xảy ra, hỏng bét hết tất cả mọi chuyện. Chứ bây giờ con phải làm sao? Không lẽ con cứ đứng im dòm cha con làm chuyện xấu hổ như vậy sao má hai? Nghe má nói nè, chuyện cha con cưới con ở làm vợ, chuyện này ai cũng biết cha con đang làm trái với đạo lý. Nhưng có điều cha con không phải là người ai nói gì cũng nghe. Muốn khuyên được ổng thì cũng phải có cách. Cách gì hả má hai? Cha con từ nào giờ sĩ diện với bạn bè thân hữu, cho nên má nghĩ là con nên nhờ bạn bè của cha nói vô một tiếng, thì má nghĩ lúc đó cha con mới dừng lại. Ý của má hai là... Thì con nghĩ đi, hiện giờ chẳng phải là cha con có vẻ thân thiết và kiên nể với ông viên ngoại nhất không? Tại sao con không nhờ ổng nói giùm một tiếng thì lúc đó có phải hay hơn không? Hay quá. Vậy mà con không nghĩ ra. Đúng rồi, mình mượn tay ổng để má con mình đỡ phải ra mặt gây mít lòng, mà cha con cũng dễ siêu lòng hơn. Đúng rồi, vậy con phải làm liền chứ không là trễ. Nhớ đừng nói má nói vậy đó nghe. Má không có biết gì đâu, con cũng biết tính cha con rồi đó. Dạ con biết rồi. Từ ngày ông cưới bà Tư tới bây giờ, chúng ta mới có dịp ngồi đàm đạo lại với nhau. Chắc lúc này ông bận rộn lắm đúng không? Thì cũng có ba cái chuyện ở cửa tiệm đó mà. Lúc trước ông Trịnh bận việc, nhưng mà tôi thấy ông cũng còn phong độ phóng khoáng lắm. Không có đâm chiêu tư lự như bây giờ đâu. Hay là ông đã có chuyện chi bận lòng vậy? Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được ông. Có phải chuyện ông muốn cưới thêm bà nữa đúng không? Ủa? Sao ông biết? Tôi chưa nói chuyện này với ai kia mà. Chuyện này không sớm thì muộn ta cũng biết thôi. Chỗ thân quen với nhau, ta nói thật lòng, ông đừng có giận. Ông lấy Kim Sa làm là ca kỹ, làm bà Tư, ta cũng ủng hộ. Nhưng lấy một đứa người ở đem về làm vợ lẽ thì e rằng không hợp đạo lý lắm. Ông hãy dừng lại đi, trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Ai nói với ông chuyện này? Có người nhà của ông đã đến gặp ta, nhờ ta khuyên ông một tiếng. Ai mà to gan dữ vậy? Bà cả hay là bà hai? Không phải, đó là Phú Túc. Phú Túc? Thật ra là nó cũng muốn tốt cho ông thôi. Nếu ông còn xem ta là bạn thì ông nên suy nghĩ kỹ lại đi. Trước giờ ông muốn cưới thêm ai, ta không bao giờ có ý kiến gì hết. Nhưng cưới một con hầu về làm vợ thì tuyệt đối là không được. Ông đừng có nói nữa. Trước giờ tôi luôn coi trọng ông vì tài đức và danh tiếng của ông, nhưng không có nghĩa là ông có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi đi về đây. Nếu như sau này ông còn nói những cái chuyện này nữa thì tôi với ông coi như không còn là bằng hữu nữa. Cáo từ. Có chuyện chi mà thấy ông có vẻ bực dọc quá vậy? Thôi, ông đừng có giận nữa làm tổn hại tới thân thể của ông. Để em giúp ông hạ quả nha. Ừ.
Ông thấy có dễ chịu hơn không ông? À, dễ chịu lắm. Cũng may là có em lúc này đó dậu. À, em làm cho ta cảm thấy thoải mái, khoan khoái hẳn ra. Chẳng buồn lúc quay về nhà, nhìn mặt kẻ nào cũng thấy chán ngán, mệt mỏi. Toàn là một lũ ăn bám, thích chống đối ta. Có chuyện gì ở nhà hả ông? Có phải vì chuyện ông muốn cưới em làm vợ nên mọi người không vui không? Nếu mà do em thiệt thì em có lỗi với ông quá. Chuyện này đâu phải lỗi của em đâu chứ. Ta muốn cưới em làm vợ thật lòng, chứ đâu phải bị dối lừa ép buộc chi đâu. Còn về thân phận của em thì đâu có ai sinh ra mà muốn như vậy. Họ cứ viện cớ trước giờ chưa có tục lệ là chủ cưới đầy tớ. Thì trước chưa có, bây giờ có thì đã sao. Em cảm ơn ông đã thương em nên mới nói như vậy. Em cũng không có trách mấy bà đâu. Nhưng mà còn bà ba có nói gì không ông? Chỉ có mỗi mình bà ba là ủng hộ chuyện giữa ta với em thôi. Còn lại hả, phản đối kịch liệt luôn. Ngay cả thằng Phú Túc cũng bày đặt đi tìm người để chống đối lại ta. Ông nè, hay là mình thôi chuyện này đi. Vì nó mà ông bị mọi người quay mặt, rồi nhà cửa mất vui, thì em cũng đâu có thích đâu. Em thấy ông như vậy, em cũng đau lòng lắm. Em được hầu hạ ông như vậy nè, mỗi khi ông tới đây, như vậy là hạnh phúc với em lắm rồi. Không được. Càng chống đối ta càng muốn làm. Ta nhất quyết, ta sẽ đưa em về làm vợ năm. Cứ chờ ta ít hôm nữa đi. Lời của Trịnh Quý Thịnh này đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại. Chứ không sau này còn ai xem Trịnh Quý Thịnh này ra cái gì nữa. Ông à, bớt giận đi mà. Mình, sao nhìn mình có vẻ không vui vậy? Không phải đêm hôm qua mình ở bên em dậu sao? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Không phải do cô ấy. Tôi chỉ bực bởi một người bạn vong niên thôi. À, ông Duyên ngoại phải không mình? Hai người là bạn thâm niên mấy chục năm nay. Em chưa từng thấy mình với ông ta có xích mích gì. Nhưng nhìn mình bực bội như vậy. Chắc là phải xảy ra chuyện gì lớn lắm đúng không mình? Mọi việc cũng do thằng Phú Túc nó thài lai. Nó chạy đến đó, nó nhờ ông ngăn là không cho tôi cưới bà Năm. Mà ông này cũng kỳ thiệt. Khi không lại nghe lời thằng mắc dịch đó. Ông diễn ra đủ thứ lý do để khuyên tôi là không nên cưới một con ở đợi về làm vợ. Nào là danh tiếng tôi sẽ bị ảnh hưởng, rồi thị phi, rồi tai tiếng, đủ thứ mọi chuyện. Ở nhà tôi đã nghe bà cả với bà hai nói đã mệt lắm rồi, lại nghe ông nói tôi mệt thêm nữa. Nhưng ngẫm ra họ nói cũng đúng mà mình. Cái gì? Ngay cả bà cũng nói vậy sao? Tôi tưởng cái nhà này á có một mình bà ủng hộ cho tôi chứ. Em thì em vẫn ủng hộ mình mà. Em thấy họ nói cũng đâu có sai. Nhưng mà mình yên tâm đi. Em đã nghĩ ra một cách để mình có thể đưa em dậu về đây. Sớm hôm có thêm người hầu hạ. Ý bà là sao? Tôi nghe chưa hiểu lắm. Thì mình nghĩ đi. Bây giờ họ chống đối mình,
chỉ có một lý do duy nhất mà thôi. Đó là thân phận của người hầu. Vậy thì muốn cho tất cả tâm phục khẩu phục thì mình cho cô ấy một địa vị khác là xong. Lúc đó mình có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ấy về mà không ai dám hó hé gì hết. Bà nói chí lý đó. Bà lo giùm tôi vụ này nghe. Nhưng mình phải cho em gặp em dậu thì em mới thực hiện được kế hoạch này. Được. Được. Để em xoa bóp cho mình nha. Bà, sao bà biết em ở đây mà tìm? Nhờ ông chỉ cho ta biết chỗ này. Mời bà ngồi. Em cũng ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói với em. Dạ. Chắc là em cũng biết sơ qua tình hình ở nhà rồi đúng không? Dạ. Em có nghe ông nói sơ qua. Mà bà đến đây là vì chuyện đó sao? Hôm nay ta ghé qua có chủ đích là muốn giúp em được danh chính ngôn thuận ở bên ông hằng đêm. Em có muốn như vậy không? Dạ, chuyện đó nếu được thì là phần phước của em. Còn nếu không được thì cũng không sao đâu bà. Em không dám đòi hỏi gì đâu. Nhưng mà bà hỏi vậy có nghĩa là bà không giận em hả? Có chứ, ta có giận em. Nhưng sau khi ta suy nghĩ lại, nếu như ông không động lòng thì làm sao em làm chuyện đó được chứ? Với lại hiện giờ ông chỉ thích em hầu hạ. Ta có thể ngăn hay giận dữ thì cũng đâu thay đổi được sự thật. Dạ, nghe những lời này em mừng lắm. Nhưng em nghe ông nói mọi người đang phản đối em nhiều lắm, có phải không bà? Hiện thời là như vậy. Nhưng ta đã nghĩ ra cách giúp em về nhà đàng hoàng với tư cách là vợ năm. Nhưng em hứa là phải tuyệt đối tin và nghe theo những lời mà ta căn dặn thì chuyện mới thành được. Dạ, em xin nghe theo bà. Được. Trước hết, ta muốn em thay đổi xưng hô. Đừng gọi ta là bà nữa. Từ bây giờ, chúng ta cứ coi nhau như chị em trong nhà. Em cũng đã kề cận bên ta nhiều năm, chắc em thừa biết ta không ưa mấy chuyện thị phi tranh giành đấu đá. Nhưng mà chuyện của em, ta phải ra mặt chống lại mọi người là em phải hiểu ta yêu quý em tới cỡ nào. Sau này khi mà em về, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ ganh ghét chị em mình mà tìm cách đâm chọt nhằm ly gián chúng ta. Em phải hứa em không được lung lạc và bị mất lòng tin và mất tình chị em, nghe không? Dạ, em biết rồi. Em cảm kích lòng tốt và sự bao dung độ lượng của chị. Em thề, nếu em được về làm bà năm của nhà họ Trịnh, em sẽ hết lòng bảo vệ và trung thành với chị. Kẻ nào dám đụng đến chị thì phải bước qua xác của em. Thôi, em không cần phải tốn sức như vậy. Thực ra chị cũng không tốt như em nghĩ đâu. Chị chỉ nghĩ nếu không phải là em thì ông cũng sẽ rước người khác về làm bà năm, rồi có thêm bà sáu, bà bảy gì nữa. Cho nên thay vì có người lạ vào nhà, bây giờ có em ở bên cạnh hầu hạ ông vẫn tốt hơn. Mà chị cũng có người tâm đầu ý hợp, thủ thỉ vui buồn sớm hôn. Mà dậu chị dặn nè, vô được nhà họ Trịnh là một chuyện, nhưng phải sống làm sao để giữ được địa vị của bà năm lại là chuyện khác. Nó khó khăn hơn nhiều lắm. Đừng để người ta chà đạp hay hất cẳng ra khỏi nhà thì uổng công của chị lắm, nghe em. Dạ, em cảm ơn chị đã dặn dò.
Em đã sống trong nhà đó nhiều năm, cũng rành tính nết từng người rồi, nên không dễ gì để cho ai ức hiếp được em đâu. Chị tin là em sẽ làm được mà, đừng có lo gì hết. Cứ yên tâm ở đây, chờ ngày ông rước em về làm bà Năm nha. Dạ. Bà ba, ta không thể hiểu nổi tại sao bà lại muốn ta ủng hộ chuyện ông Trịnh cưới cái con ở về làm vợ lẽ vậy. Hôm trước ta đã nói rõ ý của mình về chuyện này với ông Trịnh rồi. Dạ, tôi biết, nhưng đó là chuyện của hôm trước. Có lẽ lúc đó ông chưa biết lý do tại sao tôi lại ủng hộ ông nhà tôi. Vậy thì bây giờ bà nói đi, vì sao ta phải làm theo lời của bà? Dạ, tôi tuy là phận đàn bà ít học, nhưng cũng biết sắp tới ông và Trịnh gia có nhiều thương vụ làm ăn chung. Nếu như ông ủng hộ chuyện này thì ông nhà tôi chắc chắn sẽ ký nhiều điều khoản có lợi cho ông. Với lại hai người là bạn thâm giao lâu năm, chẳng lẽ vì chuyện này mà ông lại quay lưng với ông luôn sao? Ta hiểu ý của bà, nhưng ta không thể bán rẻ lương tâm, nhắm mắt để cho ông ấy lấy một con ở để về làm vợ được. Như vậy thì còn gì là danh tiếng của ông Trịnh nữa chứ. Mà cũng chính vì là bạn thâm giao, cho nên ta lại càng không đồng ý. Chỉ sợ lúc này ông còn đang bị mờ mắt, không nhìn ra sự thật đó mà thôi. Dạ thưa ông, tôi rất là trân trọng tấm lòng của ông dành cho ông nhà của tôi. Nhưng nếu như dậu không phải là người hầu thì ông sẽ ủng hộ cô ấy chứ? Ừ, nếu mà cô ta có một cái thân phận khác đi thì chuyện cũng đã khác rồi. Nhưng trên thực tế cô ta cũng là người hầu của nhà họ Trịnh mà. Vậy nên hôm nay tôi mới đến nhờ cậy ông đây. Ông Di Ngoại, nếu như ông chịu giúp ông Trịnh lần này thì cả đôi bên cùng có lợi. Chuyện mua bán của ông sẽ thuận lợi hơn. Mà mối thâm tình của cả hai người sẽ không bị sứt mẻ. Ông cứ yên tâm, tôi không nhờ ông làm chuyện trái với lương tâm đâu. Nếu như chuyện này thành công thì coi như là ông đã tạo phước rồi đó. Ủa, sao hôm nay nhà mình ăn uống thịnh soạn quá vậy? Bộ nhà mình có khách hay sao? Dạ đúng rồi đó chị hai. Ủa, có khách? Sao tôi không biết gì hết? Mà khách nào vậy hả em ba? Dạ, ông Viên Ngoại đó chị. Mà em cũng mới nghe ông nói tức thì, nên đã sai người vào bếp làm thêm vài món đó mà. Tại vì gấp quá cũng không kịp báo cho mọi người. Mà chắc ông Viên Ngoại thì em tự biết rành mà đúng không? Dạ, ông Viên Ngoại thì em còn gì xa lạ, cũng khá lâu rồi em chưa gặp lại. Dạ thưa ông, có ông Viên Ngoại đến tìm ông. Ra mời ông vào đây cho ta. Dạ. Chào ông. Chào ông. Chào cả nhà. Chào ông. Chà, lâu quá không gặp bà Tư. Nay nhìn bà sang trọng quý phái ra, suýt một chút nữa thì ta nhận không ra luôn đó. Dạ ông quá khen. Chắc tại sống ở đây sung sướng đầy đủ, không có động tới móng tay móng chân, cho nên người cũng vui vẻ thoải mái hơn. Thấy bà đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì ta cũng mừng lắm. Không bỏ công ta đã làm mai xe duyên cho hai người. Dạ, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn ông, nhưng mà chưa có dịp. Sẵn tiện hôm nay gặp ông ở đây, tôi cũng muốn kính ông một lời cảm ơn, để thể hiện lòng cảm kích của tôi đối với ông.
Bà dùng từ khách sáo quá rồi. Dạ, hôm nay là tiệc dành riêng cho em Tư, để cảm tạ ông viên ngoại hay sao vậy? À, em quên, em xin lỗi, em sơ ý quá. Tại em vui quá cho nên là... Không sao, mình cũng nói thay lời tôi thôi, có gì đâu mà phải xin lỗi. Từ lúc rước mình về đây, tôi cũng chưa có dịp cảm ơn ông viên ngoại, thì coi như bữa cơm này để tạ ơn ông Mai đây. Dạ, ông đã nói như vậy thì tôi cũng xin cảm kích ông viên ngoại đây. Nhờ ông mà Trịnh gia của tôi có thêm một người xinh đẹp, giỏi giang như là em Tư đây. Chị hai nói vậy làm em ngại quá. Em làm sao tài giỏi được như chị? Em còn phải theo học hỏi chị dài dài nữa chứ. Em hai em Tư, có khách tới nhà mà cứ khen qua khen lại như vậy, hai em không thấy ngại hay sao? Dạ, nếu có gì thất kính, xin ông viên ngoại thứ lỗi cho. Đâu có gì đâu bà cả. Tất cả đều vui vẻ mà. Ông Trịnh à, ta phục ông sát đất luôn đó. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Có tận mắt chứng kiến cả nhà ông quây quần đầm ấm bên nhau thì mới thấy ông thực sự là có phước. Nhìn mà phát ghen với ông luôn đó nghe. Nè, Phú Túc, con phải nhìn theo cha con để mà học hỏi đó nghe chưa? Dạ, chắc con còn lâu lắm mới được như cha con. Chưa chi mà nói chuyện bàn ra vậy con? Cha con sắp cưới bà Năm nữa rồi kìa, sao mà con bị kiểu? Không biết ông viên ngoại hôm nay qua đây dùng cơm còn việc chi khác không? Tôi thấy ông nãy giờ cứ liếc ra ngoài cửa hoài, chắc có ai đi chung với ông hay sao vậy? Bà ba thiệt là tình ý. Thật ra hôm nay ta cũng đi với một người nữa qua đây, mà người này á chắc có lẽ là cũng không xa lạ gì với mọi người trong nhà này. Người đâu, cho cô ấy vô đi. Ủa, con dậu, tao đuổi mày ra khỏi nhà rồi mà, sao mày dám quay lại đây? Kìa chị hai, nhà đang có khách mà. Chuyện này là sao hả ông? Xin ông nói rõ để chúng tôi không thất lễ với ông. Đây là người hầu của Trịnh gia, sao ông lại biết cổ? À, chuyện là mấy ngày trước, gia nhân của ta cứu được một cô gái nhảy xuống sông tự vẫn. Khi cô ấy tỉnh dậy thì ta mới biết đó là người của gia đình mình, cho nên hôm nay nhân tiện ta đến đây, ta dẫn cô ấy đi cùng theo. Vậy thay mặt gia đình tôi xin cảm ơn ông. Dậu à. Dạ. Con đi ra sau đi, rồi chút nữa bà sẽ hỏi chuyện con sao. Khoan đã bà cả, có chuyện này ta cũng nghĩ là mọi người nên biết. Hôm thầy Lan đến khám cho cô ấy thì phát hiện là cô ấy đang có thai. Chuyện này thì khá tế nhị, mong mọi người xử sao cho khéo, kẻo thiên hạ họ dị nghị thì tội nghiệp cho cổ. Trời ơi, cái con này, sao mày hết gây chuyện này tới chuyện kia vậy hả? Mày ăn nằm với ai rồi có thai cho đã, rồi giờ mày về đây mày làm xấu mặt cái nhà này hay sao? Kìa em hai, em bình tĩnh đi, bộ em tính la làng cho cả bàn dân thiên hạ người ta nghe hay sao? Dậu, nghe bà hỏi, cái thai trong bụng của con là của ai? Dạ, là của ai hả con? Dạ, là của ông.
gì? Tại sao mày dám đổ quý cho ông? Bộ mày hết muốn sống rồi hả con kia? Dạ, con xin bà, con thề là có trời đất chứng giám, cái bào thai này là của ông. Con không dám nói láo nửa lời. Ông ơi, xin ông nói một tiếng giùm con. Mấy bà cứ bình tĩnh đi, để ông Trịnh đây nói coi làm sao. Thôi thì chuyện đến nước này, tôi cũng tình thật thưa với ông, cô dậu đây cũng đã hầu hạ tôi bấy lâu nay, và tôi cũng rất hài lòng, cho nên tôi cũng tính cưới cổ làm vợ lẽ. Vậy thì tốt quá rồi, cô ta đang mang thai cho ông, ông mà cưới cổ thì coi như là tiện cả đôi đường, mà vừa tránh được thiên hạ họ đàm tiếu, mà Trịnh gia lại có thêm một quý tử. Không được, cho dù nó có mang giọt máu của ông cũng không thể nào cưới sinh gì hết. Tôi không chấp thuận. Bà hai, tại sao bà lại phản đối gay gắt vậy? Ông cũng biết tại sao mà. Cho dù có thế nào thì nó cũng từng là người ở trong ngôi nhà này. Tôi không có cam tâm để gia đình của mình bị điều tiếng là đi cưới một con ở về nhà như vậy. Chị cả, em Tư, hai người cũng lên tiếng đi chứ. Chị hai nói đúng đó mình. Em không có ích kỷ chi hết. Mình muốn cưới thêm mấy vợ cũng được, nhưng không nên lấy một người có thân phận thấp hèn và từng làm tôi tớ trong nhà. Mình nên suy xét lại đi mình. Tôi thì cũng không có chống đối về ông, nhưng tôi cũng không đồng tình chuyện này. Tôi chỉ mong ông suy xét cẩn trọng, đừng có quyết định hấp tấp quá, e là sau này sẽ lãnh chịu hậu quả xấu. Ông Trịnh, ta tuy là người ngoài nhưng cũng xin phép được lên tiếng. Sở dĩ mấy bà đây phản đối chuyện này, tựu trung cũng bởi một lý do thôi, đó là không môn đăng hộ đối, có đúng không? Cả ông viên ngoại đây cũng nói rõ ràng điều đó, đúng là không môn đăng hộ đối, thì tôi cũng xin phép không có ý kiến gì nữa. Nếu mà ông Trịnh đây thật lòng muốn cưới cô dậu thì cũng có cách mà. Cách nào xin ông chỉ cho. Mọi người đều ngăn cản cuộc hôn nhân này vì thân phận thấp hèn của cô dậu, không xứng đáng với ông đây. Vậy thì bây giờ mình cho cổ một cái thân phận mới tốt hơn thì được, đúng không? Dạ, ý ông là sao tôi chưa rõ. Như vậy bà cả, nếu bây giờ tôi nhận cô dậu đây làm con nuôi thì thân phận của cổ đâu có còn là thấp hèn nữa đâu. Con gái nuôi của ông viên ngoại thì quá xứng đôi vừa lứa với ông Trịnh đây rồi. Ông nói như vậy sao được? Ai ai cũng biết nó là người hầu trong ngôi nhà này, tại sao lại có thể thay đen đổi trắng như vậy được? Chuyện gì cũng có thể thay đổi được mà. Ngày xưa cổ đúng là người hầu của gia đình mình, nhưng từ ngày cổ được ta cứu mạng, cô dậu đây đã nhận ta là cha nuôi. Hay quá, đúng là ý trời mà. Dậu à, nhanh em mau lạy tạ cha nuôi đi. Dạ, con xin đa tạ cha nuôi. Cảm ơn ông, có ông mọi chuyện suôn sẻ hẳn. Mọi người thấy rồi chứ, bây giờ cô ấy là con nuôi của ông viên ngoại đây, vậy thì tôi có thể cưới cổ, và đã xứng rồi thì không sợ chuyện thị phi đạp tiếu nữa, đúng không? Nhưng mà... Ủa, bà hai còn vướng mắc gì sao? Thôi được, cứ cho đây là ý trời đi. Nhưng mà đã tiền dâm hậu thú, vậy thì chỉ làm đám thú thôi, chứ không có được làm lễ cưới gì hết. Bà hai nói cũng có lý đó, còn ông thấy sao? Được, cứ vậy đi.
nhanh quá. Mới đây là tới kỳ hạn rồi. Gì vậy? Ủa sao mặt mày ai cũng bí xỉ vậy? Sổ sách đây. Sổ sách mà sao mặt mày không vui gì hết trơn à? Ủa sao mặt mày sụi lơ không vui gì hết trơn vậy? Bộ gia chủ có chuyện gì buồn hả? Không phải chuyện buồn mà là chuyện vui. Vui nhiều quá tới tấp luôn, cho nên tụi tôi ghi mỏi hết cả tay, bàn mỏi hết cả miệng, cho nên thành ra mệt. Vui hả? Không lẽ có thêm người nữa hả? Hay. Đúng rồi, gia chủ họ Trịnh cưới thêm một bà vợ nữa. Vậy là bà thứ mấy? Bà năm. Không lẽ hộ tịch của nhà họ Trịnh có thêm một người? Không phải, không phải thêm một người. Tại vì cái bà này là bà cũ trở thành người mới, cho nên không tính thêm một người được. Cũ và một người mới. Ừ. Vậy làm sao? Là vậy nè, nếu mà tính thêm người mới á, thì người mới này phải từ ngoài đường vào. Nhưng mà người này không phải từ ngoài đường vào. Người này đã ở sẵn trong nhà rồi. Ở sẵn trong nhà là người ở, rồi từ đó đó mới trở thành người mới. Tức là người mới này không phải là người mới mà vẫn là người cũ, cho nên không thể là người mới, hiểu không? Vậy là đâu thêm người nào? Đâu, vẫn thêm một người, đó là một bà, đó là bà Năm. Nhưng mà bà Năm không phải là người mới mà là người cũ ở trong nhà. Thêm một người mà không phải. Thôi thôi, để tụi tôi nói lại từ đầu. Đúng nè. Rồi, đi. Để tôi coi sổ sách cho chắc ăn. Nói hồi tôi rối. Ông tôi nói nhanh hơn nha. Tôi nói dạ. Dạ. Ông thôi, để sợ mình thấy sao vậy trời. Chắc vậy á. Mọi việc coi như là đã giải quyết êm xuôi hết rồi. Chúc mừng em quay trở về với vài vế là bà Năm. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị em cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Ơn này em nguyện sẽ có dịp đền đáp cho chị. Thôi, đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa. Mà dậu nè, sao em nghĩ ra kế có thai hay vậy? Bữa chị vội quá, quên hỏi em ý này. Dạ, đây không phải là mưu kế gì hết, mà đó là sự thật đó chị. Thiệt hả? Dạ. Đúng là may mắn quá. Đúng là trời giúp em rồi đó dậu. Dạ, trừ chuyện đó là may mắn thôi, chứ mấy chuyện khác đều nhờ chị hết. Chị đã dẫn dắt mọi người đến bước đường cùng không thể quay lại được. Nhìn họ ngớ người trước lý lẽ của ông viên ngoại, mà em hả dạ gì đâu luôn á. Có gì đâu em, chị biết tính mấy người họ mà. Vừa cố chấp lại thích hơn thua, nên mới tương kế tụ kế đưa họ vào bẫy thôi. Mà chị nghĩ ra kế cho em làm con nuôi của ông viên ngoại thiệt là hay luôn. Không còn bất cứ ai có thể phản đối này nọ nữa. Chắc bây giờ mấy người họ còn cay cú lắm đây. Thực ra em đừng nên chủ quan quá. Mình chỉ mới thắng bước đầu thôi. Những ngày sắp tới chắc chắn họ sẽ không để yên cho chị em mình đâu. Dạ, em sẽ cẩn thận. Chị cứ yên tâm nha. Em biết là mình phải làm gì để tồn tại mà. Em thề, dù ai có nói ngã nó nghiêng như thế nào thì em vẫn luôn trung thành với chị. Em nghĩ được như vậy thì chị yên lòng rồi. Em Tư, mình bị chủ tớ nó lừa một vố, mà sao chị cả với em đây thản nhiên như không vậy? Chứ chị á, chị tức muốn điên đây nè. Cứ tưởng phen này á, dồn được con kia vô tới đường cùng rồi, ai dè hai tụi nó lại cấu kết với ông viên ngoại. Thiệt đúng là đuối lý. Mà em cũng ngộ, sao lúc đó em im ru vậy? Làm tụi nó được đà lớn tới, riết rồi hả, chắc nó leo lên đầu mình ngồi luôn quá à. Chị có trách á thì em chịu, chứ lúc đó em còn nói gì được nữa. Họ đã tính hết đường đi nước bước rồi. Chờ tụi mình nói hớ một cái là nhảy vô liền, cản đâu có kịp. Đúng là cái thứ lực lọng với cái con hầu vô liêm sỉ đó hả? Chủ tớ nó mà cấu kết với nhau thì chị em mình còn mệt dài dài. Em có biết gì sao? Lúc trước con nhỏ đó không cho ông cưới em không? Vì nó chê em
chỉ là một con ca kỹ. Nói em là một con sướng ca vô loài. Ôi thôi, nói chung là nói rất nhiều thứ. Vậy mà bây giờ nó lại ủng hộ ông đi cưới con ở. Thiệt là không hiểu nổi. Chị ba nói em như vậy sao? Ủa, em làm ca kỹ thì có gì sai? Sao chị lại xúc phạm em như vậy? Thì chị đã nói rồi, con đó lòng dạ nó hiểm độc lắm. Trước mặt em nó ngọt ngào vậy, chứ sau lưng nó đâm em cũng không biết chừng. Mà chị thì chị quen rồi nên không hề chi. Chị chỉ thương cho em mới về. Về ngôi nhà này không được bao lâu hết thì lại gặp cảnh này. Giờ chẳng lẽ mình cứ làm thinh, rồi cứ để tắc quái tắc quái hay sao? Chị hai, em không có dễ đầu hàng sớm như vậy đâu. Trước đây mình thua họ là vì mình quá chủ quan, nóng nảy, làm cái gì cũng vội vàng. Từ nay mình phải cẩn thận, khôn ngoan hơn, mình mới lật được thế cờ này. Nhưng có một điều quan trọng là con dậu nó đã có thai với ông, thì em làm được gì? Chị hai, chị nghĩ con dậu có thai thiệt hả? Thật ra thì chị cũng hơi ngờ ngỡ. Không có gì chắc chắn nó đã có thai, trừ lời nói của ông viên ngoại thôi. Nhưng mà ổng là người có giai vế trong xã hội, chẳng lẽ lại đi gạt chúng ta sao? Chị ngây thơ quá. Ông ta cũng là người cùng phe với bọn họ, nói cái gì mà không được. Vậy thì để chị làm khán giả chờ coi cái thai đó là thật hay giả. Rồi tới lúc đó nó gạt chị em mình á, thì coi như là nó tận số rồi. Dạ thưa bà, tôi đã đưa bà Năm đi bắt mạch hốt thuốc ở hai nơi. Cả hai thầy đều nói là đúng rằng đã có thai. Tôi hỏi thiệt, cô có thấy chuyện này hơi lạ lạ không? Dạ, ý bà là sao? Nếu thiệt đó là giọt máu của ông thì quả là phước đức của Trịnh gia. Nhưng mà tôi thấy lạ là tại sao bao nhiêu năm nay không có ai có thai với ông, vậy mà đúng lúc chuyện đang lùm xùm chưa ngã ngủ thì con dậu bà em Năm lại báo tin mừng. Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, chứ tôi không có căn cứ gì cả. Cô đó, nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có đi nói lung tung, kẻo ông nghe được lại phiền. Dạ, tôi hiểu mà. Chắc tại lâu quá trong nhà không có tin vui, cho nên giờ đột ngột nghe tin này, bà thấy nghi ngờ thôi. Chứ đi mấy thầy đều nói là bà Năm có thai thiệt. Tôi nghĩ là chắc trời Phật đã nghe thấu lời cầu xin của bà, cho nên là Trịnh gia có thêm một đứa con để nối dõi. Nếu thiệt vậy thì tốt quá. Chắc là trời Phật đã nghe được lời cầu xin của tôi. Dạ, tôi xin phép bà đi xuống bếp để làm việc ạ. Cô đi đi. Dạ. Bà nói vậy rồi bà cả có nghi ngờ gì không? Dạ, tôi nói đúng y như lời bà dặn, nên bà cả không có nghi ngờ gì hết. Vậy thì tốt. Dạ, bà cho tôi hỏi thiệt, cái thai trong bụng của bà là của ai? Bà hỏi kỳ vậy.
của ông chứ của ai. Ai mà nghe bà hỏi như vậy, hiểu lầm tôi là chết đó. Tôi với bà đã quá rành nhau rồi, cho nên tôi hy vọng bà đừng có giấu tôi chi. Tôi chỉ sợ bà che giấu cái gì đó rồi lỡ bị phát hiện thì an nguy đến tính mạng chứ chẳng chơi. Bà yên tâm đi, tôi đã lường trước được mọi sự rồi. Với lại có bà cùng phe, tôi sợ gì mà không qua mắt được mấy người trong nhà mình chứ. Bà đừng có chủ quan. Trong nhà này không chỉ có một mình tôi là để ý tới bà đâu. Tôi biết bà Hai nè, bà Tư, rồi con Lựu nữa. Họ chỉ chờ tôi sơ hở là nhảy vô quật chết tôi liền. Người nào cũng đang muốn dò coi cái thai này là thiệt hay giả, để lập trước để hại tôi sảy thai. Bà Xuyến à, tôi cần bà. Nếu như có cơ hội, bà hãy nhớ, bằng mọi cách, bà làm sao thì làm, phải nói với bà cả là bà Hai với bà Tư đang có ý muốn hại tôi. Tự nhiên tôi nói như vậy, làm sao bà cả tin được. Tôi đã lo liệu, chuẩn bị mọi thứ hết rồi, bà đừng có lo nữa. Mà nè, tôi nhắc lại cho bà nhớ, tôi vẫn còn đang nắm giữ bí mật của bà đó. Cho nên không những việc này, mà sau này bà phải nhất nhất nghe theo lời của tôi nha. Tôi không có để cho bà thiệt thòi đâu. Tôi biết rồi thưa bà. Nếu mà bà không còn dặn chi thì tôi ra làm sao giường hái rau để nấu cơm. Bà đi đi. Tôi đi. Dậu nè, em với cô Xuyến có chuyện chi mà thân mật quá vậy? Bây giờ em đã là bà Năm rồi, đừng có gần gũi với kẻ hầu người hạ nhiều quá, kẻo họ lờn mặt đó. Dạ, em cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em sai bản đi hái cho em một ít rau để nấu thêm món đó mà. Vậy thì được. Con người cô Xuyến cũng khó lường lắm, em đừng có gần gũi với cổ quá, kẻo sau này lại gặp chuyện khó xử. Dạ, em biết mà. Em còn lạ gì bả nữa. Trước đây bả có coi em ra cái gì đâu. Bây giờ thấy em được như vậy thì quay lại nịnh bợ em. Mà sao em ghét mấy người giả dối hai mặt như vậy không biết nữa. Dậu à, gì vậy? Em nói đi, chuyện này là sao? Em nói em thương anh, muốn có con với anh. Bây giờ em có thai với ông là sao? Trời ơi, đi theo tôi, nhanh lên. Anh Thế, anh có thương tôi không? Tôi thương em, thế nào mà em còn không hiểu hay sao? Giờ còn hỏi tôi nữa. Anh thương tôi thì xin anh đừng bao giờ hé chuyện của tôi và anh nghe không? Ông hay là bà nào biết được thì tôi với anh bị gông cổ đẩy ra đường cho người ta ném đá, còn tôi sẽ bị người ta mổ bụng lấy con đó, anh hiểu không? Em nói gì? Cái thai này trong bụng của em là con của anh hả? Có phải con anh không Dậu? Dậu? Không phải. Anh đừng có nói bậy nghe chưa? Ai nghe được là chết tôi đó. Em trả lời anh thiệt đi. Anh mới nghe bà Xuyến nói, mới đưa em đi khám thai. Nghe nói cái thai được 2 tuần trăng rồi. Anh nhẩm tính, nếu 2 tuần trăng thì đúng cái ngày hôm đó anh với em đã... Trời ơi, anh đừng có nói lớn được không? Vậy là con anh, đúng không Dậu? Anh đã nói vậy thì thôi, tôi không có giấu nữa. Nó là con của anh đó. Nhưng mà tôi xin anh đừng có tiết lộ chuyện này với ai, kể cả ông Xỉu và thằng Út. Chỉ cần một người biết là tánh mạng mẹ con tôi khó bảo toàn lắm. Anh hiểu điều đó không? Anh hiểu mà. Nhưng mà nhưng mà em có con với anh, nhưng mà tại sao lại còn làm chuyện đó với ông là sao? Thật ra em đang muốn gì? Ai nói? Chuyện này ai cũng biết mà Dậu. Chẳng phải đó là lý do em bị mấy bạn đuổi ra khỏi nhà hay sao? Em đã là người của anh, sao còn qua lại với ông chi vậy? Thật ra em đang muốn gì?
Em trả lời anh lẹ đi. Sao lại như vậy hả? Anh Thế à, chuyện này tôi cũng có nỗi khổ đi. Đúng ra tôi đã cắn răng nhịn nhục cho qua, mà bây giờ anh cứ dặn dẹo như vậy thì thôi, tôi sẽ nói thiệt. Cái đêm mà tôi trao thân cho anh là tôi thương anh thiệt. Tôi cứ nghĩ mình có con rồi sẽ xây dựng mái ấm với nhau. Ai về đâu, ông chủ nhầm tưởng tôi với bà ba, nên đêm hôm đó đã cưỡng bức tôi. Tôi là phận tôi tớ, làm sao mà chống lại được chứ. Trời ơi, em nói thiệt hả? Tại sao lúc đó em không nói với anh? Trời ơi, cái chuyện nhục nhã này làm sao tôi dám nói với anh chứ. Nói với người khác tôi lại càng không dám. Người ta đương nhiên sẽ tin ông, chứ làm sao tin một đứa con ở như tôi. Nên tôi cho qua. Ai về bà ba với mấy bà hiểu lầm nên mới đuổi tôi. Rồi sau đó ông dì ngoại công bố chuyện tôi có thai trước cả nhà. Thì anh nghĩ đi, trong hoàn cảnh đó tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi khai tên anh ra rồi chết chùm cả đám hay sao? Anh đã không rõ đầu đuôi còn trách tôi nữa. Uổng công tôi che giấu chuyện này cho anh. Dạ, em nói thiệt hả? Vậy mà bấy lâu nay anh cứ trách em. Hay là cái thai còn chưa lớn, mình bỏ trốn đi. Mình bỏ đi thật xa, mình bận ăn xin con đẻ cái, mình làm lại từ đầu được không? Không có được. Hiện giờ ai cũng nghĩ cái thai này là của ông nè. Bây giờ mình mà bỏ trốn là họ cho người theo đuổi bắt liền luôn. Họ có tiền, có quyền, họ có nhiều mối quan hệ. Mình có bỏ trốn tới đâu thì họ cũng tìm ra thôi. Chi bằng mình cứ giả bộ sống theo ý họ đi. Con của mình nó cũng được ăn no mặc đủ. Sau này cha con anh nhận nhau cũng đâu có muộn đâu. Nhưng mà anh thấy làm vậy giống như gạt người ta, mà bản thân mình cũng không có vui nữa. Suốt ngày cứ lo lắng đâu có yên đâu. Hay là bây giờ mình nói thiệt đi, rồi mình làm lại từ đầu nha. Vậy nha dậu. Anh nói cái gì mà nghe dễ quá vậy? Bây giờ tôi mà nói thiệt á, dám hỏi giết cả nhà mình đó. Tôi đã nghĩ nát nước rồi. Để ba chúng ta được sống yên ổn, không phiền lụy, thì chỉ có cách duy nhất này thôi. Anh đừng có sợ, tôi đã lường trước mọi chuyện rồi, nên không có ai biết mà hại mình đâu. Với lại có bà ba giúp sức nên không sao đâu. Anh đừng có lo nha. Cũng may còn có bà ba bên em. Bà ba là người thiệt tốt bụng. Ừ, tốt thì tốt đó, nhưng mà không có hoàn toàn như anh nghĩ đâu. Ủa, là sao? Anh thấy bà ba giúp em nhiều lắm mà. Mà thôi, anh biết nhiêu đó được rồi. Biết càng nhiều càng nguy hiểm. Mà anh nghe tôi dặn nè, anh nhớ tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Sau này cũng phải nên tránh xa tôi ra. Đừng có tỏ ra vui mừng hay thân thiết với tôi quá nghe không? Họ mà nghi ngờ truy ra mọi việc là không có được đâu. Có việc chi cần tôi sẽ tìm gặp anh. Anh nhớ rồi, nhưng mà em cũng phải bảo trọng nghe. Tôi biết rồi. Còn nữa nè, nếu như không có chuyện gì thì anh đừng có nhảy ra chặn đường tôi giống hồi nãy nghe không. Tôi bây giờ là bà Năm rồi, là vợ của ông chủ đó, nên anh phải giữ ý giữ tứ chứ. Thôi anh đi đi, đi làm việc của anh đi. Đi đi, người ta nhìn thấy bây giờ. Dạ. Tính ra con dậu là người có phước nhất nhà này đó. Thay vì bị tra xét hay vất vưởng ở ngoài đường thì lại được em giúp đỡ tận tình như vậy. Em thiệt là độ lượng.
Nhân từ đó em ba. Em nghĩ đó là lẽ thường tình thôi mà chị. Sao lại thường tình? Bộ em không ghen không giận hay sao? Vậy 8 năm trước chị có ghen và giận không chị? Mà sao lại giúp ông đưa em vào nhà này vậy chị cả? Em cảm kích trước tấm lòng của chị, nên bây giờ mới tìm cách giúp con dậu. Thì có gì đâu mà sai. Nhưng em và dậu không có giống nhau. Em so sánh như vậy không có hợp lý lắm. Chị lại cảm thấy em đang có ý đồ gì trong chuyện này. Có ai làm chuyện gì mà không đặt tâm ý mình vào trong đó hả chị cả? Chị cũng đâu hoàn toàn vô tư khi mà tìm mọi cách giúp ông, đúng không chị? Em có lôi chuyện cũ của ngày xưa ra làm gì vậy em ba? Thật sự chị rất là hối hận day dứt về chuyện đó. Suốt mấy năm qua chị không yên lòng. Chẳng lẽ em không tha thứ cho chị được hay sao? Sao mà em cứ móc mỉa chị hoài vậy? Em tha thứ cho chị hay không cũng đâu quan trọng. Chẳng phải ngày nào chị cũng tụng kinh sám hối để lòng chị được thanh thản sao? Em thấy chị làm vậy cũng hay đó. Em cũng muốn cứ làm gì mình thích đi, rồi sau này có gì á thì mình đọc kinh sám hối, rồi mình xin ơn trên xá tội thì sẽ xóa hết được tội lỗi thôi. Em ba, em nói gì mà nghe nặng nề vậy? Chị đã lỡ phạm phải sai lầm, cho nên bây giờ mong là em đừng vấp phải nó. Em nói thiệt đi, có phải lần này em quay về đây là có âm mưu gì đó không? Nếu có, chị mong em hãy suy nghĩ lại và dừng lại đi em. Bây giờ vẫn còn kịp đó. Trời đất, nãy giờ em chỉ nói giỡn chơi, chọc chị một chút cho vui thôi. Chị tưởng thiệt hả chị cả? Mấy năm nay em sống ra sao, nhẫn nhịn thế nào chị cũng biết mà. Sao dám bày mưu tính kế với chị? Em quay về đây là đã ăn năn hối hận về chuyện đã cư xử không phải với ông. Sao mà chị phải suy diễn dữ vậy? Còn chuyện giúp dậu, chẳng qua là em muốn giúp cho ông vui lòng thôi. Phù sướng phù tùy mà chị. Có gì mày nói nghe coi thế. Nếu mày muốn khóc á thì mày khóc cho đã đi. Còn mày muốn la muốn hét á thì mày hét cho nó đã lên luôn đi. Mày muốn đánh người á, nè, mày qua mày đánh tao đi. Còn nếu sợ mà đánh tao đau á, mày quánh vô cái cột này nè. Chứ mày đừng có lầm lầm lì lì như vậy, tao sợ lắm. Ông Xỉu nói đúng rồi đó anh Thế. Em biết anh hồi đó giờ á rất mạnh mẽ, nhưng có những chuyện á vượt quá sức chịu đựng. Anh đừng cố gắng quá nha. Ê, Út, ông Xỉu, sao anh không nói tiếng nào hết vậy? Đâu có biết đâu. Nó không nói á, mày cậy họng cho nó nói đi. Anh Thế, nếu như anh sợ người ta chê anh hèn hay yếu đuối này kia thì anh cứ trốn trong bụi rậm, hay là lặn xuống sông mà khóc cho đã hen. Ê Út, bọn mày hay làm vậy lắm hả? Nè, mấy người không lo làm, nói bậy nói bạ, một lát bị chửi bây giờ. Ủa, trời ơi, nói chuyện rồi nè. Nè, cái thái độ mày nói chuyện đó nghe, nhưng cái mặt mày á, bệnh bệnh vậy á, tao lo hơn rồi đó nha. Mày không sao thiệt hả Thế? Ý ông nói chuyện dậu lên làm mà năm chứ gì. Trời ơi, tao á
đã né tránh cái tên đó rồi mà mày còn nhắc cái tên đó chi nữa vậy? Tao nói thiệt mày nha, nếu mà khổ đau hành hạ mày á thì mày cứ nói hết đi rồi tao mới xử được chứ. Mày cứ im lặng, mặt mày cười cười, mặt mày tỉnh bơ tao sợ lắm đó. Còn cười nữa. Vậy mà còn cười được hả? Có lộn không? Mày thấy gì không Út? Trời, nó còn cười kìa. Chết rồi ông xỉu ơi. Có khi nào anh thấy buồn quá quá điên không? Rồi á hả? Lại có khi nào anh làm bậy, anh cắn tôi với ông cho hả giận không hả ông xỉu? Ninh hả? Nè, không lo làm việc, lo nói ha. Tao cắn mày trước. Ê, ê, nói không, cắn nè, cắn. Làm từ từ. Làm việc. Có sao không ông xỉu? Anh khóc vậy có sao không ông xỉu? Ai biết. Mà nó khóc kiểu này thấy tức tuổi lắm. Tao nghĩ là có chuyện đó. Chuyện gì? Ông đừng làm tôi sợ nghe. Ai biết chuyện gì. Nhưng mà mày nghĩ đi, ngồi khóc tức tuổi như vậy, vậy là có chuyện đó. Nào giờ ảnh đâu có khóc dữ vậy đâu. Sao hôm nay ảnh khóc nhiều dữ vậy ta? Hay là bây giờ ông vô, ông dỗ cho ảnh ngủ luôn đi. Trời, mày khùng hả? Mày điên hả? Nó lớn đâu phải con nít đâu mà mày dỗ. Cứ để cho nó khóc cho đã đi. Mà mày ơi, trong lúc này tao nghĩ nó cần phải khóc. Mà phải khóc lớn lên. Nó khóc, khóc lớn lên. Khóc cho tới khi nào mà khóc không nổi thì ngưng à. Hiểu không? Nhưng mà nhìn ảnh như vậy tôi lo là ảnh nghĩ bậy rồi ảnh làm ẩu. Thôi. Hay là bây giờ mình đợi ảnh ngủ rồi mình ngủ nhau không xỉu? Không lẽ đứng đây hoài? Ý mày nói tao với mày đứng canh đó hả? Ừ đúng rồi. Mình phải canh chừng ảnh chứ. Nếu không á, ảnh làm chuyện bậy bạ gì sao?
biết đâu anh làm chuyện dại dột gì đó thì sao? Vậy nhưng mà tao với mày phải đứng đợi canh hoài, nó không chịu ngủ là phải đứng canh tới sáng hả? Ừ đúng rồi, phải canh tới sáng chứ sao. Thôi mày canh đi, tới lúc mà tao buồn ngủ mà tao không ngủ á là tao không có làm việc được đâu. Vậy ha. Trời ơi, làm cái gì vậy Lũ? Tao nói là tao mỗi cái tay chứ có mỗi cái vai đâu, mà mày bóp cái vai hoài hả? Phải chỗ này không bà? Mày không bẻ lỗi cái tay tao luôn đi. Thôi khỏi đi, nuôi mấy chục năm có bày nhiêu đó mà làm cũng không nên thân nữa. Trời ơi là trời, sao mà nóng được vậy không biết nữa. Ủa bà, sao lần nào ông cưới vợ mới bà cũng chửi con hết vậy? Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Cái thứ phản chủ. Thôi tao không cần mày hầu hạ nữa, ngày mai mày cuốn gói ra khỏi đây đi. Nhìn cái mặt là thấy ghét. Thân trầm từng tiếng ca âm thầm, rải đầy mây đó vui buồn thế gian. Trần nhân bao số thân nhang hồng, em mắm lùa đào cứng hầu đón đưa. Còn em như cánh qua thưa, gió lai qua tàn bay khắp trời bao la. Bao mùa xuân đến đông tàn, là bao nhiêu nỗi ê chề em mang. Giọt sầu rơi trong bóng đêm u mờ, em thả đời mình nhẹ hồn như tơ. Em nào mơ quyền quý cao sang, chỉ mong sao tình duyên kỳ ngộ tình lang. Ủa, làm gì mấy người nhìn tôi dữ vậy? Không lo làm việc đi, mắc gì nhìn tôi? Gió đổi chiều đó, nên tụi tao đang lo cho mày ở đó mà làm thanh. Hả? Ông nhắc tôi mới nhớ á, ngày xưa ai làm chi với chị dậu á thì bây giờ chắc là sắp được trả lại rồi. Thiệt á, gieo nhân nào mà không lành thì gặt cái quả cũng dữ đó nghe. Mày á, mày có chừng cái miệng của mày á. Bày đặt nói ai? Bây giờ người ta là bà Năm ha, mà mày dám kêu tên tộc của người ta đó nghe. Bà xuống nè, bà xử cái này một, bà xử mày mười đó con à. Cái gì mà bà Năm, nghe mà chướng cỡ lỗ tài. Nó muôn đời là con ở trong nhà này thôi, có khác gì đâu. Ai muốn kêu thì sao, bà Năm gì bà Năm nọ thì kêu đi. Còn tôi á thì nó chỉ là một con dậu ở đợ thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tao nói thiệt mày luôn á nghe Lũ, mày cẩn thận cái miệng mày nghe Lũ. Tao nghe nói đó ha, bà Năm bà nói là bà sẽ trả gấp 10 lần 20 lần đứa nào mà mắc nợ của bà đó. Ủa thì không xỉu. Trời ơi, có lần á tôi nhường cho chị dậu á 5 miếng thịt. Vậy là sắp tới á tôi được ăn 50 miếng thịt. Ăn tràn bán họng luôn. 5 miếng thịt rồi mai mốt nó tặng mày 5 con heo. Mày nói trớt quớt hả? Ý tao nói á là khi xưa á ai cho người ta ăn mấy cái bạc tai thì bây giờ á thì sẽ nhận gấp 10 như vậy đó. Chắc lúc đó chết chắc. Trời ơi, ghê quá à. Chắc lúc đó không có răng ăn cháo luôn á ông.
Nghe mà phát rùng mình luôn á. Im hết đi. Mấy người á, mắc gì hù tôi hả? Tôi là ai mà tôi phải sợ nó? Nó mà dám lấy thân phận của bà Năm để trả thù tôi thì tôi mét bà cả, bà hai liền ở đó mà lên mặt. Dạ, dạ con chào bà Năm. Đó, ai sợ? Trời, cái mặt xanh như cái cọng rau luôn nè. Trời, không sợ mà kia bà Năm cái quýu hết trơn. Ê, thấy mà thiệt ra tao nhìn mày thấy đáng thương hơn con lụ nữa đó. Mắc gì tự nhiên nói qua tôi? Ông lo làm việc của ông đi. Có nói tôi cũng không nghe đâu. Thì thôi, tao thương tao lo ông cho thôi. Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, tôi không phải như mấy người. Mới thấy nó lên làm bà là định hót bợ đỡ nó đâu. Nó là ai mà tôi phải nể, phải sợ nó chứ. Mới nói gì á? Nhắc lại tôi nghe coi. Tao đâu có nói gì đâu. Tại mấy người này hết nè. Họ nói mày á là sẽ quay lại để trả thù đó. Cho nên là tao không phục. Mà mày tưởng mày lên làm bà là muốn đánh ai đánh hả? Mày vẫn là con dậu. Tao vẫn thích gọi mày là con dậu đó. Mày làm gì tao? Nè, ngon mày quánh tao đi. Nè, cả nhà này ai cũng biết tao bây giờ đã là bà Năm rồi. Mày còn dám ăn nói vô lễ, không biết trên biết dưới, thì có tội của mày đó, đáng bị ăn tán lắm, mày biết không? Buông nó coi thử nó dám tán không. Mày giữ nó lại coi. Giữ nó lại cho tao. Giữ. Buông nó coi. Mày bà hai cứu con. Chuyện gì vậy? Mày dừng tay lại. Dừng tay lại đi, tại sao lại đánh nó? Chị hai, em làm như vậy là có lý do của em. Một con ở mà dám kêu chị là con này con nọ thì có đáng ăn tát không hả chị hai? Bây giờ ai cũng biết em là bà Năm của nhà này, tại sao con lụ dám xưng mày tao với em? Nếu em không phạt nó, sau này còn ai nể em nữa chứ? Tao sẽ cho mày ăn đòn để mày bỏ cái thói hỗn hào. Chừa nghe mày. Nói cùng ta đã đi bà. Chừa nghe mày. Thôi dừng tay đi. Nó có lỗi gì thì vẫn là người của tôi. Tôi không có quyền dạy nó như vậy. Cô định đánh nó chết hay sao vậy? Dừng tay lại đi. Trời ơi, đánh hồi chết bây giờ đó. Lũ, gọi một tiếng bà Năm đi. Không là bị đánh chết bây giờ đó. Bà Năm. Mày mới kêu cái gì? Kêu lớn và rõ lên cho tao nghe coi. Dạ. Dạ. Kêu. Bà Năm. Vừa lòng em chưa hả em Năm? Phải như vậy chứ chị hai. Đối với những đứa hỗn hào phải dạy nó như vậy mới được. Dạy cho nó bỏ cái thói hỗn xược chống đối em. Em làm vậy là còn nể tình chị đó. Chứ em mà đem chuyện này học lại với ông thì nó còn bị phạt nặng hơn nữa kìa. Nó sẽ bị ăn tát cho đến khi nó nói năng lễ độ. Ôi da. Bà Năm, có sao không bà Năm? Đau quá. Chắc là nó làm tao giận. Cái bụng tao đau quá. Chắc là nãy giờ nó chọc giận tao nên bây giờ động tới cái thai nè. Ây da. Vậy á? Thế không, đưa bà Năm lên nhà trên mau lên. Dạ. Đi đi. Dạ. Lẹ lên, đưa tao vô phòng lẹ lên. Bà Năm lên phòng nghỉ ngơi đi bà Năm. Đau quá, chắc tao chết quá. Mày có sao không? Mà mày cũng gan lắm. Nó đã lên là bà Năm rồi,
mày gây làm gì? Đã vậy còn dám cãi tay đôi với nó nữa. Thiệt á, mày càng ngày càng lì. Rồi có đau lắm không? Còn mày chưa chưa? Khóc cái gì mà khóc? Do mày chứ ai? Đã nó ghét mày sẵn mà còn trường cái mặt ra thách thức nó làm gì để bị đòn. Đã vậy ngu thì chịu mình mày đi, còn dây vô tao làm gì để tao mất mặt theo mày vậy? Con gì chưa chừa nữa hả? Còn ngồi đó con này con nọ, mày liều cái hồn của mày á, giữ mồm giữ miệng kẻo ăn đòn nữa bây giờ. Cái gì mà réo ôm sòm vậy bay? Vô đây coi. Dạ, Tiêu đời chị Lụ rồi bà ơi. Chuyện gì? Con nghe ông nói là tại vì chị Lụ hỗn láo xúc phạm bà Năm nên bà mới bị động thai đó. Ông nói sẽ phạt chị Lụ nhịn đói 3 ngày, nhưng nếu mà bà Năm không khỏe lại có thể sẽ phạt nặng hơn đó. Trời ơi, nếu mà bà Năm có bề gì chắc là ông giết chị Lụ luôn quá. Thôi con đi đây, ai mà nghe con mét với bà chuyện này chắc ông chủ bỏ đói con quá. Ừ, đi làm công chuyện của mày đi. Được rồi, lo mà làm công chuyện đi. Dạ. Dạ. Ý có cái thai làm bộ làm tịch, đánh người ta sức bức sang bang, chưa có cái gì hết, toàn giả bộ bị hại không à. Nhìn nó nhên gáo như vậy cứ tức giùm bà luôn á. Bây giờ nó nói cái gì á ông cũng nghe. Tao không để cho chuyện này kéo dài vậy đâu. Vậy mà tính làm gì? Có cần ông phụ một tay không? Để từ từ, tao sẽ tìm cách không để cho nó dên giáo cái mặt nó lên được nữa. Ý của bà là? Là tìm cách loại cái thai đó ra. Chứ còn cái thai ngày nào là còn làm vương làm tướng ngày đó. Nhưng mà chuyện này nguy hiểm lắm, ông mà biết được là chết đó bà. Tao ngu sao tao để ông biết? Chứ không lẽ mày không muốn trả thù nó sao Lựu? Tao sẽ cho mày tự tay hại nó để cho đã cái nư giận của mày. Mày chịu không? Con chịu. Chị cả à, em biết là chị không vui khi nghe chuyện ở dưới bếp, nhưng đó là chuyện thường tình mà. Nếu chị cũng bị con Hầu cả gan xúc phạm như em thì chắc chị cũng khó mà bỏ qua được. Trước mặt bao nhiêu gia nhân mà nó dám ăn nói sất sược, em mà không trừng trị thì còn gì là thể diện của bà Năm nhà này hả chị? Em giận là đúng, chị không trách em chuyện đó. Nhưng nếu em biết kiềm chế hơn và để cho bà Hai dạy nó thì vẫn hay hơn là em làm sùm lên. Làm như vậy á, vừa không tốt cho thai nhi mà còn bị người ta nói là em trả thù xưa. Dạ, tại lúc đó em giận quá nên mất khôn. Lần sau nếu có chuyện tương tự như vậy em sẽ để cho chị hoặc là chị Hai xử lý. Chắc là em đang có thai nè nên mình mãi cũng khó chịu bứt rứt trong người á. Em hứa với chị sẽ không có lần sau nữa đâu. Em nhớ nha, có gì thì từ từ xử lý, đừng có nóng nảy quá không tốt đâu. Với lại trong nhà trong cửa mọi người hòa thuận với nhau cũng là cách giúp ông đó. Dạ em biết rồi. Mai má. Má ơi. Gì đó con? Má đang nói chuyện với má Năm con đây. Con có chuyện gì không? Con có chuyện muốn nói riêng với má. Con không muốn thấy người lạ trong phòng. Coi kìa, má Năm của con chứ có ai đâu mà lạ. Dạ thôi, được rồi chị cả, em về phòng nghỉ ngơi đây. Má, sau này má đừng có nói cái từ đó nữa, con nghe mà mắc ngượng. Con không thể nào mở miệng xưng hô với người ta như vậy. Con nói cái gì vậy Phú Túc? Cổ là má Năm thì gọi là má Năm, chứ mắc gì mà ngượng. Ai chấp nhận chứ con thì không đâu. Ba đừng có ép con.
Đúng rồi, mày ngồi xuống đi. Cái đó là dành riêng cho mày đó. Mày ngồi đi, nó êm lắm. Trời ơi, sao em lại ngồi lên cái này? Dạ, em đang mang thai, em ngồi lên cái này không có tốt đâu. Ủa, sao vậy chị ba? Tại em đi dạo nãy giờ, em thấy trong người hơi mệt. Em thấy sẵn chỗ ngồi, em tính ngồi nghỉ ngơi. Em không nghe ông bà mình dạy, nếu có thai là không được ngồi đông đưa như vậy. Dạ, em đâu có biết đâu chị. Nhưng mà không biết ai mắc sẵn cái này ở đây nữa. Vậy hả? Ban nãy chị cũng không thấy nó, cứ tưởng là em thích ngồi đông đưa nên em cho người mắc lên chứ. Dạ, đâu có đâu, đâu phải em. Thôi được rồi, mẹ em nhớ đó. Sau này có thèm cách mấy cũng không được ngồi đông đưa như vậy nữa. Rủ nó đứt dây thì mệt lắm. Dạ. Nãy em qua phòng kiếm chị có chuyện gì hả? Dạ, em tính rủ chị ra ngoài hóng mát chung với em, chứ đâu có chuyện chi hệ trọng đâu. Thôi em vô phòng nghỉ ngơi đi. Dạ em đi nghe chị. Chị hai, chị ra đây đi, chị đứng trong lồng chi vậy? Em hỏi thiệt, có phải là chị mắc cái này ở đây không? Không có, chị mới ra đây tức thì mà, chị có biết gì đâu. Nhưng chắc là chị thấy em Năm sắp ngồi lên đúng không? Thấy thì sao? Chị Hai à, chị cũng biết người có thai mà ngồi đông đưa như vậy là cũng không có nên. Sao chị không ngăn cản cổ? May mẹ em ra ngăn kịp thời nên không sao. Chứ đuổi mà cổ có bề gì, ông trách chị em mình chết. Em nói cứ như chị cố tình không ngăn cản vậy. Chị chưa kịp nói thì em đã ra nói trước rồi. Vậy hả chị Hai? Em chỉ mong chị nói thiệt lòng, chứ không là tội chết đó. Nè em ba, sao lúc nào em cũng kiếm chuyện nghi ngờ chị hết vậy? Bây giờ chị phải sống làm sao cho em vừa lòng đấy. Em có nghi ngờ gì đâu. Tại em thấy chị cứ thập thở trong bụi mà không lên tiếng nên em thắc mắc vậy thôi. Người ngay thẳng thì thường ra chỗ sáng mà mận công chuyện, chứ đâu có ai mà hành hiệp nghĩa mà núp trong bóng tối như vậy bao giờ. Thôi nha, em đừng có tưởng được ông cưng chiều trở lại rồi nói bóng nói gió người ta việc này nghe. Chị á, nào giờ sống ngay thẳng, có gì nói đó à. Chưa có làm chuyện gì mà trái với lương tâm của mình hết. Em sống với chị bao năm nay rồi mà em cũng không tin chị hay sao hả em ba? Được rồi. Nếu không tin á thì để chị ngồi cho em coi. Mày tưởng mày nói vài câu như vậy là tao sợ mày sao? Mày giỏi, mày đưa ra bằng chứng đi. Đứng nó xa nó gần rồi kết tội người ta. Đồ phá đám. Đau quá trời à, khốn kiếp thiệt. Tại mày mà tao muốn bể cái mông rồi nè. Bây giờ hết ngồi ghế được luôn. Sao bà la con? Do bà biểu con làm mà. Ai mượn bà ngồi lên chi? Mày còn trả treo nữa hả? Ôi da. Thiệt là tức chết mà.
Mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Tự nhiên cái con đó nó ra nó phá đám. Đã vậy rồi còn giảng thuyết cho tao nghe nữa. Nhưng mà không hiểu sao nó ra đúng lúc vậy chứ. Có khi nào hai con đó nó đoán trước được sự tình, xong rồi nó diễn tuồng trước mặt mình không? Con cũng nghĩ như vậy. Chứ không sao mà bà ba ra cản con dậu đúng lúc như vậy. Tức thiệt chứ. Nhưng tao nhất quyết không thua tụi nó đâu. Thua keo này tao bày keo khác, cho đến khi nào tụi nó gian sinh tao thì thôi. Rồi bà tính làm gì? Tạm thời tao chưa nghĩ ra. Mà mày có ý gì hay không? Còn có ý này, bà nghe thử xem sao. Ông cứ làm theo ý của tôi đi, dặn thợ thầy làm cho kỹ lưỡng, biết chưa? Dạ, tôi biết rồi thưa ông chủ. Thôi đi đi. Dạ. Dạ chào cậu hai. Cha. Dạ, con có chuyện này muốn thưa với cha. Nói đi. Con biết hiện nay cha sắp mở thêm các cửa tiệm kinh doanh hàng hóa của Trịnh gia trên kinh thành. Cha cho con quản cái tiệm đó được không cha? Cha có nghe lầm không đây? Con muốn lên kinh để quản công việc giùm cho cha sao? Mấy năm nay chẳng phải con né tránh công việc này mà. Tại lúc trước con trẻ người non dạ, với lại tại thời điểm này hàng hóa của mình cũng được ưa chuộng và bán cũng chạy nhiều hơn trước. Con muốn phụ cha quản việc làm ăn để cơ nghiệp của Trịnh gia mình ngày càng rực rỡ hơn nữa. Vậy thì tốt lắm. Khi nào thì con muốn đi? Dạ, nếu được con muốn đi liền. Vậy thì quá tốt rồi. Được được, tốt lắm tốt lắm. Em Năm à, chị vào được không em? Dạ chị vào đi chị. Em thấy trong người không khỏe hay sao mà sao em cứ ở trong phòng miết như vậy, không thấy em xuống ăn cơm? Chị nghe cô Xuyến nói thấy em ói nhiều cho nên chị cũng hơi lo, nên chạy qua thăm em nè. Dạ, em thấy mắt ói và chóng mặt quá chị à. Ừ, có thai là mệt lắm. Hồi chị có thai thằng Phú Túc cũng vậy. À, mà em đã uống thuốc dưỡng thai mà chị đã sai người hầu hốt về cho em chưa? Dạ, em uống rồi. Em cảm ơn chị cả. Mấy bữa nay phiền chị cứ lo lắng cho em hoài, làm em thấy thiệt là ngại. Có gì đâu mà ngại. Em có thai thì đứa bé cũng coi như là con của chị mà. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Để chị kêu mấy đứa nó đem cơm lên cho em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Con chào bà cả. Dạ có cơm rồi nè bà Năm. Con mời bà Năm ra ăn cơm. Em ra ăn đi cho nóng. Có mệt thì cũng phải ráng ăn một chút, để bụng đói như vậy á không tốt cho thai nhi đâu. Dạ. Thôi qua ăn đi em. Ủa, sao canh này giống như là canh bồ ngót vậy hả Lựu? Dạ đúng rồi, đây là canh bồ ngót để nấu cho bà Năm ăn giải nhiệt đó bà. Ủa, nhưng mà lúc nãy bà đâu có thấy món này. Dạ tại món này là nấu riêng cho bà Năm ăn. Ai biểu nấu vậy? Chị đừng có la nó tội nghiệp. Tại vì em thấy trong người nóng quá cho nên chị hai mới kêu người mua rau bồ ngót về nấu cho em ăn. Vậy là em ăn mấy lần rồi hả? Dạ em ăn được 2 lần rồi. Trời ơi, thiệt tình em Năm à, em đang có thai mà tại sao lại ăn rau này? Ủa sao vậy chị? Trước đây nóng trong người em cũng hay ăn nó mà, đâu có sao đâu chị.
Trời ơi, em à, trước kia khác còn bây giờ khác. Em đang có thai thì phải để ý chứ. Rau này tuy là mát nhưng mà dễ gây sảy thai đó. Bộ em không biết gì hay sao? Thiệt tình. Lưu. Dạ. Coi bưng canh xuống đi. Dạ. Còn em nữa, sau này có ăn uống gì cũng phải hỏi qua ý chị nghe không? Dạ, em biết rồi. Em hai, tại sao em lại cho em Năm ăn loại canh bồ ngót đó? Em không biết là đàn bà có thai họ kiêng kỵ món đó hay sao? May phước là chị phát hiện kịp thời, chứ không á, nếu mà cô ăn lỡ xảy ra chuyện lớn rồi em ăn nói sao với ông đây? Ủa, tự nhiên lại nổi nóng với em vậy? Tại em Năm than nóng trong người cho nên em cho cổ ăn canh bồ ngót để mát mẻ dễ chịu thôi mà. Em nói thiệt hay nói giỡn chơi vậy? Đừng nói với chị, em không có biết ăn cái loại rau đó nhiều là bị sảy thai hay sao? Trời ơi, ghê vậy, thiệt hay gì cả. Trời, mà cũng đúng, tại hồi nào giờ em có thai đâu nên em đâu có biết chị cả. Nào giờ mỗi lần em bị nhiệt miệng là lại hay bức rứt trong người. Em ăn món đó là em thấy đỡ lắm, cho nên em mới bày vẽ lại cho em Năm. Thôi vậy từ giờ trở đi em không dám tài lanh nữa đâu. Mất công, có chuyện gì rồi người ta không nói tiếng cảm ơn rồi còn đổ lỗi cho em nữa, vậy tội em lắm. Nếu mà em không biết thì thôi, chị sẽ bỏ qua và không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà từ rày về sau em làm gì cũng phải để ý để tứ một chút nghe, chứ để xảy ra chuyện lớn là chị không nói đỡ cho em được đâu. Dạ em nhớ rồi. Vô đây. Mày ngu quá vậy hả con kia? Mày hết chuyện hay sao? Mày đợi lúc có bà cả mày bưng món đó lên như vậy? Dạ, con đâu có biết là có bà cả trong phòng bà Năm đâu bà. Mày còn chối nữa hả? Đồ ăn hại, ngu gì mà ngu dễ sợ vậy? Nhờ có chút chuyện vậy thôi mà cũng không làm được. Bà ơi bà, tha cho con. Bà ăn hại. Lựu, sao để bị đánh thê thảm như vậy? Dạ bà Tư, tại con làm không trúng ý bà ơi nên bị bà trách phạt. Tội nghiệp ghê không. Để bữa nào bà nói với bà hai á, có đánh thì đánh nhẹ nhẹ tay, chứ hễ giận lên á mà đánh như vậy thì ai mà chịu nổi. Dạ con cảm ơn bà Tư, do con làm hư chuyện của bà hai thế mới bị như vậy. Chắc tại con ngu quá nên đụng đầu mới hỏng đó. Con nói thì sao chứ, bà thấy con lanh lợi nhanh trí, chẳng qua là chưa có giao đúng việc, chưa làm đúng lúc thôi. Con không hiểu ý bà. Nói thẳng ra là chị hai quá nóng nảy, hấp tấp, cho nên làm chi cũng để bị phát hiện. Rồi cuối cùng á, chuyện đổ bể ra thì người chịu trận lại là con chứ ai. Dạ đúng rồi đó bà Tư. Phải chi bà hai cũng suy nghĩ được như bà Tư, con đỡ bị thiệt thôi. Nhưng thiệt ra con không có giận bà hai, con chỉ giận là con chưa trả được thù con dậu thôi. Vậy con có muốn xả hết cơn tức giận của mình không? Dạ có chứ bà Tư, con hận nó tận xương tủy. Bây giờ mà ai biểu con làm gì con cũng sẽ làm, miễn là giúp con trả thù con đó.
Muốn trả hận thì dễ thôi. Bà chỉ sợ con không có gan. Ai nói là con không có gan? Bà nói đi, giờ bà muốn con làm gì con cũng làm hết á. Miễn sao con dậu nó bị vạch mặt rồi bị tống nó khỏi nhà này trong nhục nhã ê chề là được rồi. Được, nhưng mà từ đây về sau á, con phải nghe lời bà tuyệt đối. Như vậy thì bà sẽ giúp cho con diệt trừ con dậu. Và đổi lại, con phải giúp bà củng cố địa vị trong cái nhà này. Sau này bà lên nắm quyền cai quản cái nhà này, bà sẽ không quên ơn con đâu. Nhưng mà muốn thành công thì phải ác hơn nữa. Con nhắm có làm được không? Con sẽ làm mọi chuyện bà muốn. Nhưng mà bây giờ con phải làm gì trước đây bà? Ta có ý này, nhưng mà nhớ không được cho bà hai biết là ta giúp mày đó nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi bà. Sát lại đây rồi để bà bày kế cho mày rửa hận. Bà biết không, nuôi lớn nó tới chừng này, bữa nay tôi mới thấy vui ở trong bụng vậy đó. Dù muộn nhưng dù sao tôi cũng mừng, vì thằng con mình từ nay nó đã biết tu tâm dưỡng tánh, chí thú làm ăn. Nghe ông nói tôi cũng mừng hết sức vậy đó. Chắc Phú Túc nó sắp làm cha rồi nên suy nghĩ chín chắn hơn và biết có trách nhiệm hơn. Rồi, vì cái gì cũng được, miễn là nó chịu thay đổi tâm tánh là tôi mừng lắm rồi. Chứ hai mươi mấy tuổi đầu mà tối ngày cứ ăn xong là đi cà nhông thiệt thật, nhìn nó mà mắc mệt đó. Vậy là từ nay ông Thôi càm ràm nó được rồi đó. Ông chuẩn bị rửa tay gác kiếm về vui thú điềm viên đi là vừa. Ông cũng cực khổ về cái nhà này quá lâu rồi, cũng tới lúc để thằng Phú Túc nó gánh vác thay ông đi. Tôi chỉ mong tới ngày đó thôi à. Mà nó nói chừng nào đi vậy ông? Nó đó, nó nói là muốn đi ngay. Cái thằng này thiệt tình nghe, tự nhiên đòi lên kinh là đòi đi liền thôi, chưa kịp cho người chuẩn bị gì hết trơn á. Tiếng trống sang cánh ta, em còn lang thang dưới trăng. Hữu duyên em chờ, vô duyên hững hờ. Đời không yêu đôi qua xuân, người thương trong mộng bây giờ biết tâm xa xăm. Đâu người trăm năm, đâu kẻ tôn thờ, để ai chờ đợi nơi lầu qua mang tiếng ca. Đêm đêm ca tụng trăng vàng, ngày sáng em mơ màng giấc điệp, tình lang như bóng qua thềm. Nào hay đâu em vô vàn khổ lụy, như quanh vàng ngân tiếng kêu than, bán nụ cười. Ủa, sao chưa ngủ nữa? Em thiêu thiêu sắp ngủ rồi thì bị giật mình đó. Sao vậy? Thì ông nghe thử đi. Đó, ồn ào cả đêm như vậy ai mà ngủ được chứ. Ngày sáng em mơ màng giấc đi. Có đứa nào ngoài đó không?
Dạ. Qua phòng bà Tư, nói bà Tư hát nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nào hay đâu em vô vàng. Ừ, là ngủ đi. Dạ. Như quanh vàng ngân tiếng kêu than, bán nụ cười, bán cả. Bà ơi bà. Bà ơi. Bà đừng có hát nữa bà ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ. Vô đây. Dạ. Dạ con vô liền. Dạ đây. Có chuyện gì vậy hả ông Xỉu? Có phải là ông cũng thích nghe tôi hát đúng không? Dạ. Tại ông không biết đó chứ. Ngày xưa nhiều Dương Tôn công tử mê mệt giọng hát của tôi lắm, mà quên ăn quên ngủ luôn đó. Dạ. Dạ thưa bà Tư, ông có sai tôi qua nói bà Tư có hát thì bà Tư hát nhỏ nhỏ thôi. Bà Năm có thai khó ngủ cho nên không có chịu được ồn ào. Dạ. Bà Năm còn nói nếu được thì bà Tư im luôn, được quá hát thì càng tốt. Cái gì? Dạ cái này không phải tôi nói, cái này ông với bà Năm nói chứ tôi không dám nói. Đi ra ngoài. Dạ thưa bà tôi đi. Mấy bà biết không, dạo này con dậu á, nó lên mặt dữ lắm. Nó sai nguyên một đám người làm tụi con, làm bù đầu bù cổ luôn. Rồi á, lúc nào nó cũng khoe là mình được ông cưng chiều nhất nhà. Nó làm như vậy hả, chẳng khác nào bỉ mặt các bà. Coi các bà không ra cái gì, con thấy mà cũng tức á. Có gì đâu mà tức. Nó đang mang giọt máu của ông trong bụng thì ông trọng dụng nó là đúng rồi. Nó còn nói với mày cái gì nữa không? Dạ, nó còn nói xấu bà nữa. Nhưng mà con không dám nói lại đâu. Nó nói cái gì? Mau nói cho tao nghe đi. Dạ, nó nói là tại mấy bà ăn ở sao đó, trời bác không cho có con. Cái gì mà cây độc không trái, gái độc không con. Dạ, nó còn nói á, là chỉ có nó mới sanh được quý tử để nối dõi tông đường cho Trịnh gia thôi. Nên mọi người á phải liệu mà cư xử cho phải phép, không á là nó không nể mặt ai hết á. Dạ, là con nghe vậy đó. Đúng là đang giận tốt thì nói cái gì cũng được. Nó lộng tới cỡ đó mà em vẫn thản nhiên như vậy sao? Ừ, phải rồi. Nó còn dám cho người qua tận phòng để mà bỉ mặt em, mà em còn để yên như vậy được đó. Trời ơi, xá chi mấy chuyện này. Chị nói vậy là có ý gì hả chị Hai? Chứ không phải sao. Rõ ràng hôm trước nó sai ông Xỉu qua bắt em im đó. Chị nói có sai đâu. À đúng rồi, nó đâu có thích em hát đâu. Nó đã từng chê em là sướng ca vô loại mà, chỉ biết đàn ca ưỡng ẹo rồi quyến rũ ông thôi, chứ chẳng có cái gì hay hết trơn á. Thôi, chị đừng có nói nữa. Khốn kiếp mà. Em đã cố làm ngơ cho nó hết lần này đến lần khác, vậy mà nó còn xúc phạm em. Ừ, tao là xứng ca vô loại thì sao? Cứ quần đốn mặt như mày, mày tưởng mày có con với ông thì làm trời làm đất cũng được sao? Để rồi coi, nếu mày không còn đứa con trong bụng, để coi mày dám lên mặt thị uy với ai nữa được không? Bây giờ mày may mắn, nhưng không phải lúc nào cũng được đâu. Thiệt, nhiều khi chị cũng hận ông trời lắm. Nghĩ sao lại cho cái quân vô loài như vậy hưởng được chứ. Chị cũng đã nhiều lần bày kế rồi, hại nó nhưng mà không có thành. Lần nào cũng có một người xuất hiện để giải nguy cho nó, nhưng mà chị không có chịu thua đâu. Chị phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Chị định làm gì? Từ từ rồi em sẽ biết.
tới chưa? Tới chưa? Nè, tới rồi, tới rồi. Hình như là nó phát hiện rồi. Đổi kế thôi. Em Năm à, trời, em Năm, em có sao không? Trời, cảm ơn chị nhiều nha. Không có chị là em té rồi đó. Chết rồi. Trời, chị làm em trầy cổ rồi. Chị xin lỗi em nha, chị không có cố ý. Hồi nãy chị đỡ em đó, cho nên là vô tình cái móng tay nó cào trúng thôi. Dạ không sao đâu. Thôi, để chị đưa em về phòng nghỉ ngơi nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Đi em. Em nói đi, tự nhiên sao lại phá đám vậy? Em làm như vậy là có ý gì? Chị đã mất công mất sức đưa con nhỏ đó vô rọ rồi, tại sao em lại đỡ nó chứ? Nếu không có em thì nó đã té hư thai đúng theo ý của mình rồi. Hay là em có ý gì khác hả em Tư? Chị Hai, chị bớt nóng đi. Chị nghe em nói nè, em làm như vậy là đỡ tội cho chị đó. Còn đó, nó đã biết rõ chuyện chị với con Lựu làm rồi. Nó chỉ làm bộ té để ông truy ra thủ phạm, rồi lúc đó nó có cớ trách tội chị thôi. Mà sao em biết? Lúc đó em ở gần nó mà. Em thấy rõ ràng nó đã liếc thấy có dầu, vậy mà nó vẫn bước tới. Mà chị với con Lựu cũng ẩu quá, cỡ mà gian manh xảo trá như con dậu thì sao mà mắc cái bẫy dụng về như vậy? Thì cho dù nó thấy chăng nữa, mà rõ ràng nó cũng sắp té rồi. Em đỡ nó làm cái gì? Nếu nó không hư thai thì cũng trật tay trật chân, chị cũng vui nữa. Chị, bây giờ chị bớt giận đi, để em hiến kế khác, coi như là tạ tội với chị. Kế gì nữa? Bây giờ nó đã đề phòng càng khó hơn. Chị yên tâm, em đã tính hết rồi. Lúc nãy, trong lúc đỡ nó, em đã cố tình cào trúng cổ nó để có một vết xước. Bây giờ, chị biểu con Lựu ra quầy thuốc kế bên chợ mua loại dầu xước hết thẹo, cái chị đem tặng cho nó đi. Xước cái dầu đó một thời gian sẽ có chuyện liền. Nhưng mà chị làm vậy chẳng khác nào chị nhận chị hại nó. Chị đừng có lo, đây chỉ là chai dầu bình thường thôi à, không có độc chi hết. Dùng chữa liền da hết sẹo rất là hay. Nhưng mà em biết, có thêm một loại dầu khác trộn vào, đàn bà mà có thai, sức vô dễ bị trục thai lắm. Trời ơi, thật vậy sao? Dạ. Mình à, ở trên kinh hình như là trời lạnh hơn ở dưới này. Em bỏ thêm nhiều áo ấm cho mình rồi đó. Mình nhớ mặc kẻo bệnh nha mình. À còn nữa, em mới cho người may thêm vài bộ đồ mới cho mình. Em cũng xếp hết vô đây nha mình. À hay là mình để lại một hai bộ nha mình. Mình thấy sao được thì cứ làm. Tôi còn phải coi cho xong cái mớ sổ sách này nữa. Hỏi nhiều nhức đầu quá. Dạ, tại vì em sợ mình mang theo nhiều thì nặng.
Mà không mang thì em cứ sợ thiếu. Có ba cái chuyện này mà cứ hỏi miết từ hôm qua tới bây giờ. Cô là vợ thì cô phải hiểu tánh ý của chồng mình để lo cho chu đáo chứ. Má. Khê, con ra sân thắp nhang giùm cho má nghe. Dạ. Phú Túc à, vợ chồng con sắp xa nhau một thời gian mà con nói năng với vợ con cọc lóc phũ phàng như vậy sao? Con không thương nó thì cũng phải thương con của con chứ. Nó mà buồn tuổi thì sẽ ảnh hưởng tới thai nhi đó con. Má cứ gặp con là lại ca thắng. Bộ má không thấy con đang coi sổ sách đặng ngày mai lên kinh nắm được công việc trên đó hay sao? Con đừng có viện cớ. Ngày thường á, con cũng đối xử với nó y như vậy, chứ có riêng về hôm nay đâu. Mà má nói rồi đó, mình đã trưởng thành, sắp làm cha rồi, cho nên lên đó đó phải tu tỉnh mà làm ăn, không có được làm chuyện chi sai quấy nghe chưa? Con có làm gì sai quấy đâu mà má cứ nói như vậy. Vậy chứ ai, ai đã qua lại với con Lựu rồi để cho vợ mình bắt gặp? Con á là con có phước dữ lắm, cho nên mới gặp được con vợ hiền lành nhẫn nhịn như vậy. Chứ mà gặp đứa khác là nó làm ầm lên rồi đó. Chuyện nó đã qua lâu rồi mà má còn nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ con đã khác trước rồi, con không để xảy ra chuyện nữa đâu. Má đừng có lo. Con hứa thì phải giữ lời nha không. Đàn ông á tuy có thể có 5 thê 7 thiếp, nhưng cũng đừng có sa đà vô chuyện đó quá mà hại thân mình. Con á phải biết lấy sự nghiệp làm trọng thì sau này con cái của con á nó mới nể nang trọng vọng. Dạ con biết rồi. Bây giờ con muốn coi sổ sách cho xong được không má? Mày đặt ra vẻ chí thú làm ăn, làm cái con khỉ. Chắc chắn á là nó muốn tránh mặt con dậu, xong rồi mới tìm cách đi lên kinh thôi. Cái thằng đó chứng nào tực nấy, ham chơi thì không ai bằng. Vậy mới thấy ai cũng bất mãn với quyết định của ông hết, mà đâu có ai dám lên tiếng. Để coi mai mốt về già rồi có ai ở bên cạnh ông không là biết liền hả? Con cũng thấy vậy á bà. Chứ cậu hai mà có tài cán gì mà quản mấy cái cửa tiệm trên đó, không khéo hả lên đó chỉ tụ tập gái gú rồi ăn chơi xa đọa, chuốc thêm rắc rối cho ông mà thôi. Mày nói cái gì mà nghe cay độc quá vậy Lũ? Không lẽ mày đang ghen hả? Làm gì có, con đâu có thèm. Làm mợ hai á thì có gì vinh hạnh đâu chứ. Không lẽ mày muốn làm bà Sáu? Dạ không có, bà đừng có nghĩ quan cho con. Mày liệu hồn của mày đó, đừng có thấy người ta ăn khoai rồi dắt mai đi đào. Tao thấy từ ngày ông cưới con Hầu thì trong cái nhà này đảo lộn hết tôn ti trật tự, mọi thứ cứ như đi ngược bằng đầu. Mày á, từ bỏ cái ý nghĩ đó trong đầu cho tao. Trời ơi là trời, cái nhà này sắp lụng bãi tới nơi rồi đây nè. Em đang làm gì trong đó, chị vào được không? Dạ, chị vào đi chị. Chị tìm em có chuyện gì không chị hai? À, chị thấy trên cổ em có vết trầy, rồi sẵn đi chợ mua loại dầu này cho em dùng thôi, chứ không có ý gì. Chị nghe người ta nói loại dầu này rất hay, giúp giảm sưng rồi giúp liền sẹo vết thương nữa. Nhưng mà em phải sức đủ 3 lần mỗi ngày thì vậy mới công hiệu nghe. Nhớ sức trước khi đi ngủ, lúc thức dậy và sau khi đi tắm. Em cố gắng bôi cho đầy đủ, chừng vài ngày là lành liền ha. Chị hai tốt quá. Vết trầy của em nhỏ như vậy mà chị cũng thấy nữa.
Chị làm em cảm động muốn khóc luôn vậy. Có gì đâu em. Em đang mang trong người giọt máu của ông, cho nên ở trong nhà này ai cũng mong cho em khỏe mạnh, vui vẻ hết. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Em sức liền đi, không lát lại quên. À, hay là em ngồi xuống đi, để chị hai bôi giùm cho. Ngồi xuống dạ. Đi, đưa chị. À, chị hai à, để một lát nữa em tự làm cũng được. Giờ người em đang rịm mồ hôi, để chút tắm xong là em sức luôn. Ừ, em nhớ sức đó nha em. Chứ để lâu nó thành sẹo là xấu lắm đó. Dạ, em biết rồi chị. Ừ, chị về nghe. Dạ. Kết mà bà sai tôi phơi đã phơi xong rồi. Tôi mang vô cho bà được không bà? Cứ mang vô đây đi. Nè bà ơi, bà coi bột kết đủ khô chưa? Nếu chưa đủ tôi sẽ đem phơi tiếp. À, tôi thấy như vậy là đủ rồi đó. Cô biết tình Phú Túc lên kinh thành để cai quản các cửa tiệm đúng không? Dạ. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta bị trục trặc rồi đúng không bà? Vì lẽ đó nên tôi mới gọi cô vào đây. Những việc tôi và cô đã bàn tính từ trước, bây giờ cần phải thay đổi một chút. Thay vì hại hắn ta, rồi mới lần lượt mới hại con của hắn và cháu đích tôn của hắn, cũng như mấy bà vợ cho hắn tuyệt tôn tuyệt tử. Kể từ bây giờ, ta sẽ tập trung vào thằng Phú Túc trước. Dạ, tôi cũng mong sao khiến hắn sất bớt sang bang, tiệt dòng tiệt giống hết. Nên vợ bà biểu chi tôi cũng làm, không có từ nan. Nhưng mà vợ bà tính thế nào? Những gì mà chúng ta đã dạch sẵn cho ông ta trên kinh thì bây giờ nhường lại cho thằng con trai. Nó cũng đam mê tửu sắc, không khác gì ông ta đâu. Khi nào mà cá cắn câu thì tôi sẽ tìm cách dụ dỗ ông ta lên đó. Phần còn lại thì cứ như kế hoạch ban đầu mà chúng ta đã tính toán. Vậy theo ý bà, cứ để cô ta quyến rũ cậu hai thay vì ông Trịnh, theo như chúng ta đã bàn đúng không? Ừ, trước mắt là như vậy. Rồi sau đó sẽ đến phiên ông ta. Tôi sẽ làm cho hai cha con ông ta trở mặt, thậm chí đấu đá lẫn nhau chỉ vì một đứa con gái. Như vậy mọi chuyện mới càng hào hứng. Ông Trịnh, ông Trịnh, tôi đợi ông từ hôm qua tới hôm nay. Tại sao ông lại thừa lúc tôi đi vắng lẻ vào nhà cưỡng bức con gái của tôi? Nó quốc ức nên đã quyên sinh được kìa. Nếu mà tôi không phát hiện kịp thời thì tôi đã mất đi đứa con gái rồi. Sao ông ác nhân thất đức như vậy chứ? Tè à, ông nói nhảm cái gì vậy? Ông là ai hả? Ông còn làm bộ hỏi cơ hỏi cầu à? Tôi là Hai Bào, người làm công ở cửa tiệm của ông đây. Lần trước ông tới cửa tiệm, ông hỏi han rồi cho bạc tôi. Tôi tưởng đâu là ông quan tâm đến người làm công. Có về đâu, ông hỏi nhà hỏi cửa tôi là có mục đích đen tối. Ông nói cái gì vậy hả? Nè, ông đừng có tưởng là ông có tiền là ông muốn làm gì cũng được nghe. Tôi không có sợ ông đâu. Tôi sẽ nhờ người viết cáo trạng, kiện ông ra công đường. Nếu như mà ông dùng tiền để mua chuộc quan huyện hả, thì tôi sẽ chạy lên phủ. Nếu lên phủ không được, tôi sẽ chạy lên kinh thành. Tôi sẽ phải kiện ông cho bằng được.
để tôi coi ông làm sao thoát tội đây. Ông điên khùng. Tôi không quen biết ông, ăn nói khùng điên. Trời ơi, đứng đó làm cái gì? Đi. Trời ơi, ông hại con tôi mà ông nó không biết tôi nè trời. Quan ức cho con tôi quá, quan ức cho con tôi quá mà. Bà cầm lại đi, tôi không cần số bạc này đâu. Người của họ Trịnh không ai tốt hết. Có phải ông ta biểu các người mang bạc tới đây hả, để lấp miệng cái thằng già này phải không? Đừng có hông. Về mà nói với nó, cho dù có đi tới đâu tôi cũng kiện nó tới cùng. Dạ xin ông bình tĩnh, ông hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là để giúp ông. Ông hãy xem cái này đi. Đây là cáo trạng tôi đã viết sẵn, rành rành tội của tên họ Trịnh. Ông cứ mang đi, gõ cửa các nha môn huyện phủ để kiện hắn. Còn đây là số bạc, ông cứ cầm theo làm lộ phí để đi kiện hắn. Tại sao bà lại giúp cha con tôi chứ? Vì tôi và ông cùng chung một kẻ thù. Tôi cũng muốn hắn ta thân bại danh liệt, tán gia bại sản. Lúc đó tôi mới hả lòng. Thì ra là vậy. Tôi không lạ gì khi hắn có nhiều kẻ thù. Nhưng tôi thật bất ngờ khi cô cũng là một trong số đó. Tôi cứ tưởng cô là người làm công trung thành nhất của họ Trịnh. Ai dè cô cũng có mối thù bất cộng đái thiên với hắn. Hôm nay bà đã biết bí mật của tôi thì bà cứ về mét với ổng để lập công. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp chứng kiến ngày tàn của hắn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai đâu. Bà nói vậy là sao? Chẳng phải bây giờ bà đã được hắn yêu thương chiều chuộng trở lại mà. Chuyện bà trở lại đây chứng tỏ bà là người trung thành với hắn. Bà nói vậy để gạt tôi đúng không? Tôi quay về đây không phải là để hưởng giàu sang sung sướng, mà là để trả thù. Bà nói sao? Tôi cũng như cô thôi, quay trở lại nhà họ Trịnh là để chờ ngày tàn của hắn. Tôi muốn chứng kiến cảnh hắn thân bại danh liệt, tán gia bại sản, về già không có một đứa con đứa cháu nào nối dõi tông đường. Thì lúc đó tôi mới hả dạ. Từ nay tôi và cô là chung một phe, chúng ta có chung một kẻ thù. Cô hiểu chứ? Bà ba ơi, có chuyện rồi. Đêm qua chòi tranh của ông Bào bị cháy. Đứa con gái may mắn thoát chết, còn ông Bào thì chết rồi. Trời ơi, sao lại có chuyện thảm thương như vậy? Dạ, tôi tới dò la thì thấy chòi tranh bị tấn cây chặn hết lối ra. Bên ngoài lại có nhiều vết chân giẫm nát. Theo bà thì ai dám ngang nhiên giết người như vậy? Quật khốn nạn, ngoài hắn ra thì ai, ai có thể phạm tội ác tày trời như vậy chứ? Tội nghiệp ông Bào chết chỉ vì dám đi kiện hắn khắp nơi. Đúng là cái thứ quỷ đổi lốt người, tán tận lương tâm. Cô Xuyến, vậy còn đứa con gái của ông ta thì sao? Tôi đã mang cổ đi giấu nơi khác, tránh sự truy lùng của hắn. Tôi sợ hắn sẽ không tha cho cô ta đó bà.
cô làm tốt lắm. Cô Xuyên. Dạ. Cô hãy nuôi dưỡng cô ấy và khơi dậy sự hận thù với kẻ đã sát hại cha của mình. Cô ta sẽ thay mình báo thù. Bà ba, bà vừa nghĩ ra kế sách gì hay sao? Tôi vừa nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng mà trước mắt phải bảo toàn mạng sống cho cô ta. Khi cần, ta sẽ sử dụng đến con cờ này. Tôi biết rồi. Bà ba, bà hãy cho tôi biết tôi sẽ phải làm gì để trả mối thù này. Bà biểu tôi làm gì cũng được, kể cả banh da xé thịt. Kẻ thù đã hãm hại tôi, hắn đã sát hại cha tôi. Tôi sẽ trả thù cho cha. Phận làm con là tôi, tôi sẽ báo thù cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Tôi sẽ không để cha tôi chết oan ức tức tưởi như vậy. Tôi sẽ giết hắn. Đúng là tên khốn kiếp mà. Nè, mà cô ấy hiện nay đang ở đâu? Dạ, cô đang ở quán trọ do tôi sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng hết rồi. Tốt lắm. Nhưng hiện giờ tôi muốn đặt cho cô ta một cái tên khác. Cái tên cũ tuyệt đối không được nhắc lại thì mới dụ được ông ta vô trọng. Hay là gọi cô ta là Hồng Liên cho hợp với sự lột xác của cô ta. Mà phải công nhận cô cũng giỏi thiệt. Qua tay của cô ta thay đổi hoàn toàn. Giám cha của cô ta cũng không nhận ra cô ta, nói chi ông Trịnh. Với vẻ đẹp đó thì tôi tin rằng cha con của hắn ta sẽ hoàn toàn bị mê hoặc. Và lúc đó chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Dạ, tôi cũng thiệt bất ngờ trước diện mạo này của cổ. Dù tôi là người chăm sóc và dạy dỗ cô ta cả một thời gian dài, bà tin cô ta sẽ giúp cho bà thực hiện trót lọt kế hoạch này sao? Tôi chắc chắn cô ta sẽ làm được, vì cô ta cũng căm hận hắn ta giống như cô vậy. Cô cầm đi. Từ nay cô tên là Hồng Liên. Cái tên lúa đã chết trong cái ngày hắn cưỡng bức cô rồi. Hãy nhớ làm đúng theo những gì tôi dặn. Đừng hấp tấp muốn trả thù mà hư chuyện. Tên Phú Túc, con trai trưởng của nhà họ Trịnh, hắn đang lên kinh. Cô đi nhanh lên để còn kịp đón hắn. Nhớ phải chăm sóc hắn chu đáo. Lên đó cô cứ đến gặp thương gia họ Tô, hắn sẽ giúp đỡ cô tận tình. Dạ, tôi biết rồi. Thôi, cô lên đường sớm đi kẻo trễ. Tôi đi. Bà có hỏi thăm giùm tôi về cái loại dầu này chưa? Dạ có. Tôi hỏi mấy thầy lang và họ đều nói dầu này chữa liền vết thương rất hay.
Nhưng trong đó không chỉ có một loại dầu, mà có tới hai thứ pha trộn với nhau. Loại dầu này á, dùng nhiều sẽ làm sảy thai đó bà. Cái gì? Bà Hai, bà thiệt là ác. Cái này là bà Hai đưa cho bà sao? Phải. Tôi không ngờ bà Hai thâm độc đến như vậy. Hết lần này tới lần khác tìm cách đi hại tôi. Được rồi, bà chờ đó. Tôi sẽ cho bọn họ biết giỡn mặt với con dậu thì sẽ nhận hậu quả như thế nào. Bọn họ ác thiệt. Mà làm sao bà biết trước những kế hoạch mà bà Hai hại bà? Từ chuyện cái giỏng canh bồ ngót rồi đổ dầu lên sàn nhà, sao bà biết mà tránh hay vậy? Thì có người mét cho tôi biết. Bà ta dùng mưu với tôi thì tôi sẽ dùng trước với bà. Vỏ quýt dày thì phải có móng tay nhọn chứ. Nghe má nói nè, con có thai phải ăn bồi dưỡng nhiều vô nghe không? Dạ, con thấy cũng khỏe. Ăn cho nhiều vô để cho em bé trong bụng được khỏe. Dạ. Thôi, con vào phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Má Năm, má có sao không? Má không sao, má cảm ơn con nghe. Ủa, con sao vậy? Chết rồi, má làm con trầy rồi. Dạ, không sao, con chỉ trầy sơ thôi mà má. Ờ. Nè, mà chồng của con lên kinh chưa? Dạ, ảnh mới đi hồi sáng nay đó má. Ờ. Thôi, đừng có buồn nghe con. Mình đang có thai mà mình buồn á là ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng đó. Phú Túc lên kinh thành cũng chỉ là mừng ăn công chuyện cho Trịnh gia thôi. Chắc vài ba tháng nữa cũng sẽ về thăm con mà. Dạ, con biết mà má Năm. À, xíu nữa má quên. Má được má Hai cho chai dầu này hay lắm luôn á. Cái vết trầy trên tay của con muốn mau lành sức vô là hết liền à. Má thử rồi thấy cũng hay lắm, nên má nhường lại cho con nè. Bây giờ con cần nó hơn má. Dạ. À, thôi. Dạ, con cảm ơn má Năm. Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ. Cẩn thận nghe không? Thưa bà, thai mợ Hai rất khỏe nên bà yên tâm nghe. Mợ chỉ cần ăn uống bổ dưỡng để sau này đứa bé được cứng cáp lanh lợi hơn thôi. Dạ, cảm ơn thầy. À mợ Hai nè, tôi nghe ở trong phòng có mùi dầu lạ, xin hỏi mợ Hai có đang sức dầu gì trên người không ạ? Dạ đúng rồi, tại vì tay của tôi đang bị trầy xước cho nên tôi có sức dầu để cho liền da. Bộ có chuyện gì sao thầy? Mợ có thể cho tôi xem chai dầu đó được không? Dạ. Ừ. Dạ thưa thầy đây. Ủa, chai dầu này nhìn bình thường mà sao nghe mùi lạ quá. Thôi chết, hình như ở bên trong có pha trộn thêm một loại dầu khác, mà loại dầu này đặc biệt kiêng kỵ với đàn bà có thai. Sao bà cả lại để cho mợ Hai xài loại dầu này? Trời ơi, sao vậy con? Sao tự nhiên con lại mua cái loại dầu này? Rồi có chuyện gì rồi sao? Dạ con đâu có mua, mà má Năm cho con đó. Má Năm? Dạ. Trời ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tôi tưởng đâu là tháng trước đã rối lắm rồi. Ai vậy? Bây giờ còn rối hơn nữa mà rối như cái nồi canh hẹ luôn. Cái gì mà lộn tùng phèo lên hết trơn vậy? Trời đất ơi, ai cũng có một bí mật và một âm mưu sâu hiểm. Người này á thì lợi dụng người kia.
rồi tìm cách chà đạp lẫn nhau. Thì có bây giờ tôi chóng mặt luôn á. Hey, tôi đã nói trước rồi, cái nhà này tuy bề ngoài yên ấm thuận hòa, nhìn vậy thôi, chứ bên trong thì sóng ngầm dữ dội. Nhưng mà tôi không thể nào hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Chẳng phải ai cũng được ăn sung mặc sướng hay sao? Có thiếu thốn gì đâu mà phải tìm cách hại nhau. Họ phải đè người này, họ phải đạp người kia. Bà thấy tôi có nói đúng không? Thì tất cả mọi chuyện trong nhà này đều xuất phát từ ông Trịnh mà ra hết. Chính cái thái độ vô tâm, cư xử thiếu công bằng và tính háo sắc của ông ta đẩy mọi người vào thế đối đầu hết rồi đó. Hãm hại nhau nữa chứ. Mà chưa nói tới những cái ân oán mà ông ta gây ra đó, từ nhiều năm trước bây giờ làm biến đổi hết tất cả mọi người, từ những con người vốn lương thiện. Ý bà nói là bà Xuyến hả? Ngay cả bà ba nữa đó. Nhưng mà cứ cái đà này, tôi chắc chắn luôn sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Rồi tới lúc đó hả, tôi ghi mỗi tay luôn á. Ông ghi đi. Tôi chỉ sợ là tôi ghi sót rồi, rồi tôi sẽ bị quở trách đó. Ông ghi đi, ông làm được mà. Em Năm à? Dạ. Trước khi ăn cơm, có chuyện này chị muốn hỏi em. Dạ. Lọ dầu này là của em cho con hai đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Em thấy nó hay cho nên đưa chị Bích Khuê sức thôi. Bộ có chuyện gì sao chị? Chứ em không biết bên trong lọ dầu này có pha một loại dầu kiêng kỵ với đàn bà có thai hay sao hả em Năm? Độc tính của nó có thể gây sảy thai luôn đó. Hả? May á, thầy Lan phát hiện kịp, chứ để vài bữa nữa không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trời đất ơi. Trời ơi, thiệt vậy hả chị? Lọ dầu này nó nguy hiểm vậy đó hả? Trời ơi, bữa giờ em cũng có sức nè, không biết có sao không nữa. Ở đâu ra mà mình có lọ dầu này vậy? Tại sao chưa tìm hiểu kỹ càng mà lại sử dụng tùy tiện như vậy? Lỡ ảnh hưởng tới cái thai thì sao? Ông ơi, ông thứ lỗi cho em. Em đâu có ngờ cái lọ dầu này nó lại đáng sợ đến như vậy. Mà ông nói em mới nhớ, hèn chi mấy ngày nay cái bụng của em nó cứ nhói nhói. Em cứ tưởng là dê ăn trúng cái gì thôi. Vậy chứ chai dầu đó em mua ở đâu mà người bán không nói cho em biết là kiêng kỵ với người đàn bà có thai hay sao? Dạ, em đâu có mua. Cái lọ dầu này là của chị Hai đưa cho em. Bà Hai, lọ dầu này bà lấy ở đâu ra? Không biết tác hại của nó hay sao? Tại sao lại đưa cho cổ xài vậy? Lỡ cái thai có chuyện gì, bà có chịu trách nhiệm nổi hay không? Dạ mình ơi, mình tha lỗi, mình bớt nóng. Tôi xin mình tha lỗi cho tôi. Thiệt tình là tôi không có biết cái gì hết đó. Trời ơi, xem tí nữa tôi hại em Năm với con Bích Khê rồi. Bà mua mà bà không biết là sao? Cái miệng của bà ngày thường lanh lắm mà, tại sao không hỏi người ta tác dụng phụ của nó chứ? Cái tật ẩu tả của bà từ xưa tới giờ vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Rốt cuộc bà mua ở tiệm nào mà nói cho tôi biết mau, tôi sẽ sai người tới gỡ bảng hiệu dẹp cái tiệm đó ngay lập tức. Dạ ông ơi, tôi không có mua, mà là con Lụ nó đi mua đó. Con Lụ, mày mua lọ dầu này ở đâu, nói mau. Dạ con không có mua. Cái gì? Mày làm cái gì mà ấp a ấp úng vậy? Đi qua đây. Dạ. Dạ không. Mày nói coi, lọ dầu mày mua ở đâu? Có phải là tiệm Nhân Đường hay không? Dạ không phải. Không, lọ dầu này con mua ở chỗ khác. Chỗ nào? Khai mau. Mày nói cho tao biết để tao cho người tới đó lôi chủ tiệm về đây tra hỏi cho nó rõ ràng.
Nếu như nó không suông, tao bắt cả đám giải lên quan. Ông ơi, cái này liên quan tới tính mạng, không phải giỡn chơi. Tao nhất định không có bỏ qua đâu. Xin ông tha cho con đi ông. Con mua ở tiệm thuốc bắc gần chợ. Đừng bắt con lên quan mà ông. Ông tha cho con đi ông ơi. Ông tha cho con đi mà. Bà xin ông giùm con đi mà. Xin bà đừng để ông bắt con lên quan mà. Họ đánh đập tra khảo con. Rồi con khai ra là đổ bể hết đó bà ơi. Mẹ em đi. Dạ. Mới nói cái gì? Cái gì mà khai ra đổ bể tùm lum? Rồi cái gì mà mày kêu bà hai phải cứu mày? Hôm nay mày không nói rõ, tao giết mày chết. Ông ơi, xin ông đừng đánh con mà. Con khai thiệt. Bà hai dặn con là ra tiệm mua loại dầu đó đó ông ơi. Để bà Năm sảy thai chứ con không biết gì hết á. Ông ơi, con là đầy tớ mà. Bà biết sao đó thì con làm vậy thôi, chứ con không có biết gì hết á. Con vô can mà ông ơi, xin ông tha cho con. Ông đừng có giải con lên quan mà ông. Tôi cố, tao đánh mày chết. Đánh mày chết. Lại, tránh ra coi. Trời ơi, chuyện này là sao hả em hai? Em đã biết trước tác hại của loại dầu này đối với đàn bà có thai, vậy mà em vẫn sai con lũ mua về rồi biểu đem qua cho em Năm sức. Vậy là em cố tình muốn làm hại cái thai của em Năm hay sao? Trời ơi, chị hai, sao chị lại ác với em quá vậy? Sao chị ác với mẹ con em? Mẹ con em có làm gì chị đâu mà chị đối xử với em như vậy. Hại em suýt nữa mất con, mà còn mang tiếng là hại Bích Khê nữa. Ông ơi, chuyện tới nước này rồi, tôi cũng khai thiệt. Chuyện này tất cả là do em tư bày hết đó ông. Ông ơi, ông ở với tôi bao lâu nay rồi, ông cũng biết tánh của tôi mà đúng không? Tôi không bao giờ hiểm ác như vậy đâu. Tôi xin ông hãy suy xét lại mà tha thứ cho tôi đi ông ơi. Chị hai, sao tự nhiên chị đổ thừa cho em vậy? Em có liên quan gì tới chuyện này đâu. Chính cô đã cào xước cổ của em Năm rồi bày cho tôi cái kế này nữa, bây giờ cô còn chối nữa hả? Dạ ông ơi, em thiệt sự không có làm gì hại em Năm hết á. Chị hai, bộ chị bí quá rồ hả? Sao chị ăn nói lung tung vậy? Thiệt tình á, là em có làm trầy xước cổ của em Năm, nhưng đó là do em đỡ em Năm lúc bị té. Chị hai, chị biết chuyện này cho nên là chị dựa vô chuyện đó để mà lập kế hại em Năm, chứ em có biết cái gì đâu. Em Năm, em nói đi, có phải là chị đã đỡ em khi mà em bị trượt chân té trên sàn nhà không? Nếu mà không có chị đỡ em thì em đã bị ảnh hưởng tới cái thai rồi, đúng không em Năm? Cô đừng có chối. Cô kể cho tôi nghe chuyện đổ dầu lên sàn nhà, nói là kế của tôi vụng về nên cô bày ra kế khác, rồi bây giờ cô lại đi nói như vậy hả? Tất cả là do cô. Lọ dầu đó cô nói á là cô để ngừa thai, rồi bây giờ cô đổ hết tội lỗi lên người tôi hay sao? Chính cô là người đầu lưu hết tất cả, rồi bây giờ đổ bể hết mọi chuyện, rồi cô phủi tay không làm sao hả? Chị hai, chị nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên mà em nghe có cái loại dầu gì mà để ngừa thai đó. Ông ơi, em nói thiệt đó ông. Ông giải quan cho em đi. Chị hai, sao chị gấp lửa bỏ tay người vậy? Em Năm, em nói gì đi chứ. Em biết là chị tốt với em mà em Năm. Làm sao mà chị nỡ hại em được, phải không em Năm? Cái gì? Còn có cái vụ đổ dầu lên sàn nhà nữa sao? Tại sao bà độc ác dữ vậy hả bà hai? Dạ. Mà còn thủ đoạn nào tàn nhẫn mà bà chưa làm không? Quả thật tôi quá bất ngờ vậy bà. Ông ơi, xin ông bình tĩnh. Tôi bị hãm hại, tôi bị người ta hãm hại thiệt đó. Tôi xin ông tra xét lại giùm tôi đi ông ơi. Không phải là một mình tôi làm hết đâu. Tôi xin ông. Được. Dạ. Bây giờ mày nói lại một lần nữa cho tao nghe. Ai đã sai mày đổ dầu lên sàn nhà
để bà Năm bị trọt té. Dạ. Ai? Dạ, là bà Hai, bà Hai thưa ông.